Anh Tiêu Hàn, bánh kem Việt Quốc em mua cho anh sao anh mới ăn có một miếng vậy? Có phải anh không thích hiệu này không? Em nhớ anh thích ăn vị Việt Quốc nhất mà. Trời ơi, sao số mình đen thế này? Anh không có khẩu vị, em cứ đi làm việc đi. Em muốn ở bên cạnh anh, làm trợ lý riêng cho anh. Đồ chó má, chơi trò công sở, ghê tởm. Anh Tiêu Hàn, anh biết mà, em chỉ muốn ở gần anh hơn một chút thôi, được không anh? Dù sao thì mọi người đều biết quan hệ của chúng ta rồi. Anh Tiêu Hàn, sao vậy anh? Không có gì. Đồ mặt dày, tên khốn. À đúng rồi, anh Tiêu Hàn, có một chuyện em suy nghĩ rồi, vẫn nên nói với anh một tiếng. Trợ lý Lục đó, cô ta nhận của em 5 triệu tệ, hơn nữa còn thể độc. Nói là sau khi nhận tiền sẽ không bao giờ gặp anh nữa, nếu không ra khỏi nhà sẽ bị xe tông chết. Cái gì Lục An Ninh, cô ta bị điên rồi sao? Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ, sao có thể như vậy được? Tôi mới 28 tuổi. Tôi rất tiếc, cô Lục, cô chỉ còn 3 tháng. 3 tháng. Chị. Lục An Ninh, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô điếc à? Gì thế? Cho tôi 10.000 tệ, tôi muốn mua một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Tôi không có tiền. Không có tiền. Không có tiền thì đừng hòng bước vào đây. Lương tháng trước tôi đưa hết cho mẹ rồi. Tôi thật sự không có tiền. Mẹ. Chị gái bắt nạt con. Có chuyện gì vậy? Sao thế? Mẹ xem này, đây là cái điện thoại iPhone mẹ mới mua cho con tháng trước. Mẹ. Tháng trước mẹ xin con tiền bảo là đi khám bệnh, hóa ra là để mua điện thoại mới cho Hiểu Phong. Em trai con đang đi xem mắt. Không có điện thoại xịn thì mất mặt lắm. Tôi không giống cô. Cô là bà cô ế chỏng chơ không ai muốn. Tôi thì phải cưới xin sinh con sớm. Cô là chị gái tôi, thì phải nuôi tôi cả đời. Đừng nói là một cái điện thoại. Tất cả tiền của cô đều là của tôi. Hơn nữa, nó là cháu đích tôn nhà họ Lục chúng ta. Cô nên nhường nó. Tôi nhường nó, từ khi bố mất cách đây 5 năm. Là tôi chưa tốt nghiệp đại học đã bỏ học đi làm thuê. Tôi để cho nó đi học, để nuôi sống gia đình này. Tôi làm việc quần quật ngày đêm, một ngày làm vài công việc. Nó ăn mặc tiêu xài, cái nào chẳng phải loại tốt nhất. Tôi còn chẳng dám mua một cái áo mới. Tôi nhường nó, tôi phải nhường nó kiểu gì nữa. Lục An Ninh, cô gào cái gì? Em trai cô nói đúng, cô chỉ là con gái. Lớn tuổi rồi mà lại không gả được chồng. Sau này vẫn phải dựa vào em trai cô thôi. Hôm nay cô phải mua giày cho em trai cô. Rồi xin lỗi em trai cô nữa, nếu không thì cút khỏi nhà này. Cút thì cút, tôi cút ngay bây giờ. Mẹ, giày phiên bản giới hạn của con thì sao? Không sao. Đợi lát nữa nó ra, mẹ sẽ bảo nó mua cho con. Lục An Ninh. Đây chính là bỏ học. Vất vả hy sinh 5 năm đổi lấy gia đình này. Họ chẳng ai quan tâm đến mình cả. Những ngày còn lại, hãy sống tốt cho bản thân mình. An Ninh, cô giận dỗi cái gì vậy? Cô thật sự muốn bỏ nhà đi, không cần tôi và em trai nữa sao? Tôi biết mà, cô chê mẹ con chúng tôi. Là gánh nặng, bây giờ muốn bỏ rơi chúng tôi phải không? Tốn công tôi còn rửa dâu tây cô thích ăn, cô đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa. Đáng ra lúc đầu tôi không nên, không nên cái gì? Không nên sinh tôi ra, dâu tây là Lục Hiểu Phong thích ăn. Tôi bị dị ứng dâu tây, vì cái nhà này. Tôi từng bán bảo hiểm, giao đồ ăn, bán rượu ở quán bar. Ba bữa không đều giờ, ngủ không ngon, nên dạ dày tôi mới có vấn đề. Những điều này bà biết không? Bà cái gì cũng không biết. Đứng lại. Cô quên lúc bố, cô sắp chết, cô đã hứa gì rồi sao? Cô nói cô sẽ chăm sóc mẹ con tôi cả đời, nếu không sẽ không chết tử tế. Bây giờ tôi không muốn chăm sóc nữa, tôi cứ chờ xem chết không tử tế là thế nào. Hôm nay cô dám bước ra khỏi cửa nhà này một bước, thì tôi không coi cô là con gái nữa. Sau này tôi dù sống hay chết, sẽ không bao giờ bước vào cái nhà này nữa. Lục An Ninh. Không sao đâu Lục An Ninh. Chỉ là ung thư thôi mà, chỉ là giai đoạn cuối thôi mà. Ai rồi cũng phải chết. Mình biết mà, mình sẽ càng xui xẻo hơn. Mù à, đi đường không biết nhìn đường à. Ông trời ơi, ông còn muốn làm gì tôi nữa? Lục An Ninh, cô cầm cái báo cáo khám sức khỏe đi đầu thai đi. Cho cô thêm 30 phút nữa, nếu cô còn không đến làm thì đừng làm nữa. Đợi đấy, tôi về ngay đây.
Tiết Dao, chẳng phải vì Tiêu Hàn mà cô ngày nào cũng mắng tôi là con cóc ghẻ sao? Hôm nay con cóc ghẻ này sẽ hóa thiên nga cho cô xem. Ai vậy? Đẹp quá. Hình như là Lục An Ninh, trợ lý của Tiêu Tổng. Sao trước giờ không để ý, dáng cô ta đẹp thế nhỉ, còn đẹp hơn cả giám đốc Tiết. Cô là Lục An Ninh. Phải, giám đốc Tiết. Chuyện tôi đi viện đã xin phép Tiêu Tổng rồi. Cô vội vàng gọi tôi quay lại như vậy. Làm gì vậy? Kế hoạch dự án này của cô, làm quá tệ. Làm lại cho tôi. Giám đốc Tiết, kế hoạch này Tiêu Tổng đã duyệt rồi. Tôi là giám đốc dự án, tôi bảo cô viết lại. Cô bảo viết lại. Tôi cứ không viết đấy. Cô có muốn làm nữa không hả? Phải, bà đây không thèm làm nữa, không chịu uất ức vì cô nữa. Ra là vậy. Hống hách thế, lại bám được đại gia nào rồi. Danh nghĩa là trợ lý của Tiêu Hàn, nhưng ai mà chẳng biết, cô chỉ là một ả đàn bà xấu xa. Cô còn không cút đi, đợi tôi gả cho Tiêu Hàn. Sẽ đuổi việc thứ bẩn thỉu như cô. Phải. Tôi thích anh ấy đấy, thì sao? Cô dựa vào cái gì mà lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi? Dựa vào cái gì mà cứ gây khó dễ cho tôi thế? Cô tự nhìn lại thân phận của mình đi. Tiêu Hàn là nhân tài mới nổi trong giới kinh doanh thành phố Hải đấy. Cô chỉ là một con bé nghèo rớt mồng tơi, học đại học còn chưa xong, thế mà cũng dám nói thích anh ấy. Cô cũng xứng nói thích anh ấy sao? Tôi không xứng. Bà đây xứng với anh ấy 180 lần đi vòng quanh thế giới, còn rẽ ngoặt, sợi tóc của tôi còn dài hơn cả mạng sống của anh ta. Tôi không xứng, không xứng cái con khỉ. Cô bị bệnh à? Cô bị điên rồi hả? Bị cô phát hiện rồi, tôi bị bệnh đấy. Bệnh tâm thần đấy. Nhìn cái bản mặt xấu xí, độc ác của cô kìa, đúng là xấu chết đi được. Lần trước cô tát tôi không tính toán với cô. Sau này tôi sẽ không nương tay với cô nữa đâu. Lục An Ninh, cô dám đánh tôi, đủ rồi. Tiêu Hàn, trợ lý Lục đánh em. Anh xem mặt em này, trợ lý Lục đã xin nghỉ việc rồi. Tiếp theo, bà đây chính là Lục. Nữ toàn Lục An Ninh. Ai dám cười nữa, tất cả cút ra ngoài cho tôi. Vào đây với tôi. Này, anh làm cái gì vậy? Anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra. Lục An Ninh, chú ý thân phận của cô đi. Đây là ở công ty, cô phát điên cái gì? Tiêu Tổng, tại sao ngày nào Tiết Giao cũng bắt nạt tôi? Chẳng lẽ tôi không được phép phản kháng sao? Cũng đúng. Thân phận của tôi là gì chứ? Chỉ là một người yêu cũ thôi, bà đây không làm nữa. Đó chỉ là tin đồn, anh sẽ không cưới cô ta. Chờ dự án này kết thúc, thì anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta. Em nhịn thêm một chút nữa. Tiêu Hàn, tôi mệt rồi, chúng ta chia tay đi. An Ninh, nếu em không muốn làm việc thì anh cho em nghỉ phép. Cầm lấy cái thẻ này, ra ngoài chơi cho thoải mái. Được thôi, thẻ này tôi nhận. Anh muốn sắc đẹp của tôi muốn tiền của anh. Giao dịch này chúng ta đều không thiệt, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Được lắm, cô là đồ phụ nữ xấu xa, cô dám lấy tiền của anh Tiêu Hàn. Anh Tiêu Hàn, em nói đúng chứ, cô ta chính là loại phụ nữ hám tiền. Tiết Dao à, cô có tiền. Cô cao thượng, cô yêu đương trong sáng, còn tôi vật chất, tôi hèn hạ, tôi thích vàng thật đấy. Chúc hai người sớm ngày kết hôn, sinh con. Một lần sinh 8 đứa, đứa nào cũng là con trai, đứa nào cũng siêu nam tính. Cô, cố lên nhé. Anh Tiêu Hàn, cái bản kế hoạch dự án chúng ta còn phải kiểm tra lại. Ba Tố em muốn gặp anh trong 2 ngày tới. Hừ, đồ đàn ông tồi. Quẹt thẻ cho tôi, phòng tổng thống. 3 tháng. Vâng, thưa cô, tổng cộng 1 triệu tệ. Hôm nay nhất định phải quẹt hết sạch thẻ của tên đàn ông tồi, cho anh ta mất máu luôn. Anh Tiêu Hàn, sao anh lại đưa thẻ phụ của anh cho Lục An Ninh chứ? Anh ta tiêu 1 triệu tệ ở khách sạn làm gì? Tìm trai bao, tôi đã xem hợp đồng rồi, không có vấn đề gì. Hôm khác tôi sẽ tự mình đi gặp Tiết Tổng để nói chuyện. Anh Tiêu Hàn, chẳng phải 2 người đã chia tay rồi sao? Cô Tiết, chuyện của tôi với Lục An Ninh không liên quan đến cô, tôi phải đi tìm cô ấy. Anh Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, anh chỉ có thể là của em.
Mình cho dù có chết, cũng phải chết ở nơi đẹp nhất này. Rượu ngon. Đây mới gọi là sống chứ. Anh nói anh yêu người không nên yêu. Lòng đầy vết thương. Anh nói anh phạm sai lầm không nên phạm. Lòng đầy hối hận. Chán quá. Mẹ và Hiểu Phong giờ này chắc cũng ngủ rồi. Tiêu Hàn. Lục An Ninh. Mình không có trí nhớ à? Nhớ kỹ, mình sắp chết rồi đấy. Thời gian còn lại phải hưởng thụ cho tốt. Hát cho mình nghe. Càng nhảy càng chán. Alo. Gọi người mẫu nam đẹp nhất khách sạn đến cho tôi. Hát cùng tôi. Cô Lục, mọi người đã tan làm rồi. Cấp 10 lần giá, đến không? Cô Lục, sẽ đến ngay. Lục An Ninh. Lục An Ninh, tỉnh dậy đi. Ôi chào. Anh đẹp trai. Cuối cùng anh cũng đến. Cẩn thận tôi khiếu nại anh đấy. Chờ anh lâu lắm rồi. Em chờ ai? Chờ anh chứ, còn chờ ai nữa? Sao anh lại giống tên sếp khốn nạn của tôi? Giống thế này. Thôi bỏ đi. Không sao, dùng tạm vậy. Uống rượu nào. Dùng tạm vậy. Lục An Ninh, em gan to thật đấy. Lén lút tìm đàn ông khác sau lưng tôi. Là tên khốn Tiêu Hàn gây sự với tôi trước. Hôm nay em bị làm sao vậy? Anh có biết tôi sống khổ sở thế nào không? Mẹ và em trai coi tôi như cái máy rút tiền. Cứ mở miệng ra là tiền. Còn nữa, còn tên khốn Tiêu Hàn nữa. Để làm tốt vai trò trợ lý cho anh ta, tôi phải học lễ nghi, học nấu súp, học quan hệ công chúng, học thời trang, học làm đẹp. Cái gì tôi cũng phải học. Tôi dễ dàng lắm sao? Em vất vả rồi. Chỉ vì tôi không học đại học. Chỉ vì tôi. Đáng bị Tiêu Hàn. Bị thế sao? Và đám phụ nữ vây quanh anh ta bắt nạt sao? Tại sao chứ? An Ninh. Tiêu Hàn. Sao anh lại ở đây? Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi đi trước đây. Đứng lại. Em muốn nghỉ ngơi, anh cho em nghỉ phép. Đến biệt thự số 1. Anh đã sang tên căn nhà cho em rồi. Mật mã em biết. Tôi không cần. Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Còn nữa, chiếc xe này cũng cho em. Tôi đã nói là tôi không cần rồi mà. Tiêu Hàn, chẳng phải anh dựa vào việc tôi thích anh sao? Nói cho anh biết, bây giờ tôi không yêu anh nữa. Tôi không thích anh nữa rồi. Cút đi. Lục An Ninh, anh không định đi đúng không? Tôi đi. Lục An Ninh. Đừng. Chẳng lẽ anh không biết lục lọi đồ của người khác là hành vi rất bất lịch sự sao? Em bị bệnh rồi. Đúng, tôi bị bệnh rồi. Liên quan gì đến anh? Em bị bệnh gì? Anh đưa em đi khám. Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em. Bệnh phụ khoa, tôi bị rối loạn nội tiết. Bệnh vật này không cần làm phiền tổng giám đốc đâu. Bệnh phụ nữ cũng không phải bệnh vật. Phòng này tôi đặt, mời anh ra ngoài. Chào cô Lục. Tôi là Gio, người mẫu nam hát hay nhất khách sạn chúng tôi. Người đàn ông này là ai vậy? Dám giành khách của tôi à? Cút ra ngoài cho tôi. Anh, là Gio đúng không? Tôi đợi anh lâu lắm rồi. Chị ơi, khả năng của em là số 1 đấy. Chắc chắn xứng đáng với giá 10 vạn một đêm. Thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật rồi. Dám động vào cô ấy lần nữa, tin hay không, tôi sẽ bẻ gãy móng vuốt của anh. Anh, tôi thừa nhận anh đẹp trai hơn tôi, nhưng mà làm nghề này, điều cô ấy coi trọng không phải là nhan sắc, mà là năng lực. Phải không chị? Đúng. Đúng. Gio nói đúng lắm. Được. Cô giỏi lắm Lục An Ninh. Đi thong thả, không tiễn. Chị ơi, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Bắt đầu cái gì?
Uống với tôi chút rượu rồi về. À, tôi hiểu rồi. Chàng trai đẹp trai vừa nãy và chị là một đôi. Chị gọi tôi đến là để cho anh ta ghen. Vở kịch này tôi diễn được, tôi sẽ làm một công cụ hợp lý. Ghen cái gì chứ? Tiền bao anh là của tôi hay của anh ta? Ha ha ha, chị vẫn là biết cách chơi đấy. Trước đây tôi nào dám chơi như vậy. Đúng rồi, anh là người mới đến phải không? Anh ta là ai mà anh cũng dám cãi lời? Anh ấy là Tiêu Hàn, CEO của tập đoàn Tiêu Thị, người giàu nhất thành phố Hải. Tiêu. Diêm Vương mặt lạnh Tiêu Hàn. Xong đời tôi rồi, tôi bị phong sát rồi. Vừa nãy tôi mắng chính là Tiêu Tổng đấy. Ôi, không sao đâu. Đi theo tôi bao anh 3 tháng. Đảm bảo trong vòng 3 tháng này cho anh ăn ngon uống say sưa. Hơn nữa còn kiếm được một khoản kha khá. Chị, từ giờ trở đi, chị là chị gái duy nhất của em. Nào. Anh còn dám động vào cô ấy. Muốn chết à, tôi. Tiêu Tổng, tôi chỉ cho chị ấy uống rượu thôi. Tôi với chị ấy trong sáng. Này này, quần áo đã cởi hết rồi, còn nói là trong sáng. Coi tôi là đồ ngốc sao, tôi. Anh ra ngoài trước đi. Tiêu Tổng, tôi và chị ấy thực sự trong sáng mà. Tiêu Tổng, đừng nói là giữa tôi và anh ta không có gì, cho dù tôi với anh ta có gì đi chăng nữa. Thì cũng không liên quan. Lúc nãy khi cô nói lời chia tay với tôi đâu phải nói như vậy, anh buông tôi ra. Vừa nãy tôi say rồi. Về cưới tiểu thư nhà họ Tiết của anh đi, Lục An Ninh, tôi đã nói với cô rồi, tôi không thể nào cưới Tiết Giao. Ngày mai tôi sẽ đi nói rõ ràng với bố Tiết Giao, liên quan gì đến tôi. Hôm nay là tiểu thư nhà họ Tiết, Tiêu Hàn, anh biết mà. Nhà họ Tiêu các người là gia tộc lớn mạnh nhất thành phố Hải, bố mẹ anh không thể nào đồng ý. Người như anh mà cưới loại người như tôi, không bằng cấp, không địa vị, sao anh không hiểu chứ? Tại sao em không chịu tin tôi? Không tin tôi có thể cho em tương lai sao? Tương lai? Mấy năm nay tôi đối xử tốt với anh như vậy còn chưa đủ sao? Tôi bỏ ra 3 năm thanh xuân còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh muốn tôi cả đời làm người phụ nữ giấu mặt sao? Tôi là loại người phóng đãng lắm sao? Tiêu đại thiếu gia, Lục An Ninh, cô bị điên rồi sao? Nếu như lúc trước tôi không cứu cô, bây giờ cô vẫn còn đang bán rượu ở quán bar. Đúng, tôi điên rồi đấy. Tôi không muốn chịu đựng nữa, tôi chịu đủ rồi. Tôi không muốn người khác lại dùng ánh mắt kỳ thị nhìn tôi. Anh ra ngoài cho tôi, cút. Cô bảo tôi cút, sao cơ? Tiêu đại thiếu gia không hiểu tiếng Trung à? Quên mất tiếng Anh của anh còn tốt hơn tiếng Trung. Cút đi. Cút, 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 cút. Cút ra ngoài. An Ninh, anh biết em đang buồn. Anh sẽ ghé thăm em vào ngày khác. Tiêu Hàn, anh là người đàn ông em yêu nhất cuộc đời này. 3 tháng cuối cùng này. Anh hãy tránh xa em ra, được không? Alo, mẹ. Mẹ đoán xem con vừa gặp ai ở khách sạn em bơ giờ. Con sói mắt trắng Lục An Ninh đấy. Nó dựa bám víu vào Tiêu Hàn, người giàu nhất rồi. Nó còn ở hẳn phòng tổng thống nữa cơ. Hèn gì bỏ rơi hai mẹ con mình. Cái gì, con bé chết tiệt đó ở phòng tổng thống. Con cứ chờ đấy. Hôm nay mẹ phải dạy dỗ nó cho ra trò. Lục An Ninh, mở cửa. Tôi biết cô ở trong đấy, đừng có giả vờ. Lục An Ninh, mở cửa. Tôi bảo anh cút, anh không nghe thấy à? Phiền phức, con danh con, dám bảo mẹ cô cút. Mẹ. Mẹ sao lại đến đây? Đi ra chỗ khác. Mẹ nhìn xem chị con sống sung sướng thế nào kìa. Riêng chai La Phai năm 82 này đã trị giá ít nhất 100.000 tệ. Con xin tiền mua giày, nó bảo không có. Con sói mắt trắng nó sống sung sướng thế này. Hai mẹ con mình ở nhà ăn cháo húp rau. Con sói mắt trắng, tôi nuôi, cô vô ích. Cô y hệt bố cô, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Cô một mình hưởng thụ sung sướng. Còn bỏ rơi mẹ mình. Hôm nay tôi phải đánh chết cô. Hôm nay tôi phải đánh chết cô. Mẹ. Mẹ chẳng biết gì cả, chỉ nghe lời Lục Hiểu Phong. Mẹ chỉ thấy con ở đây, mà không biết con đã phải hy sinh những gì. Hy sinh cái gì? Chẳng qua là bán thân thôi. Không thì sao vào được tập đoàn Tiêu Thị. Một con nhỏ chưa tốt nghiệp đại học. Sao vào được tập đoàn lớn như Tiêu Thị, top 500 thế giới chứ. Hóa ra là bám víu vào Tiêu Hàn. Chị, nói cho em biết đi. Sao lúc cặp kè với Tiêu Hàn, chị không nói với em và mẹ? Chị sợ chúng em cản trở chuyện tốt của chị à? Hả? Sao cậu biết Tiêu Tổng? Ôi chao! An Ninh à? Sao con không nói chuyện tốt như vậy cho ta biết? Con bé này, con lại cặp kè với Tiêu Hàn thật à? Không làm vợ cả thì làm vợ lẽ cũng được. Nếu con tranh thủ con trẻ, sinh cho nó một đứa con trai, thì khối tài sản khổng lồ nhà họ Tiêu chẳng phải là của nhà mình sao? Phải không Hiểu Phong? Đúng đấy chị. Mẹ! Con không biết chuyện của con với Tiêu Hàn.
Nhưng giờ con nói cho mẹ biết, con đã chia tay anh ấy rồi. Cô bị điên à? Cô dám chia tay Tiêu Tổng? Cô là cái thá gì chứ? Chị... Tiêu Tổng chắc chắn đã cho chị rất nhiều tiền. Chị chia cho em chút đi. Em không cần nhiều, chỉ 1 triệu thôi. Đúng đấy. Không có tiền. Sao lại không có tiền? Dù chị có chia tay Tiêu Tổng, thì anh ta cũng phải cho chị tiền chia tay chứ. Tiền đâu? Đưa đây. Cô còn giấu giếm với mẹ cô. Lấy tiền ra đây. Cho em cô cưới vợ. Cô hiểu chưa? Cái quái gì vậy? Cô còn có tiền đi khám bệnh, giả vờ bệnh gì chứ? Tiền đâu? Đưa cho tôi. Đây là do các người ép tôi đấy. Tiền đâu? Đưa đây. Bao nhiêu năm nay, tôi cho cô ăn, cho cô học. Xin cô chút tiền thì làm sao? Mẹ! Từ nhỏ đến lớn con đi học đều được miễn học phí. Lúc bố mất, con vất vả lắm mới giành được học bổng du học. Là mẹ ôm Lục Hiểu Phong quỳ xuống. Năn nỉ con đừng đi. Là mẹ đã hủy hoại giấc mơ, hủy hoại tất cả của con. Giờ mẹ còn muốn vất kiệt con đến giọt máu cuối cùng sao? Con hỏi mẹ, con gái không quan trọng bằng con trai sao? Sao lại không quan trọng? Nếu không quan trọng, tôi có nuôi cô lớn đến chừng này không? Lúc nhỏ tôi nên vứt cô đi. Chính xác. Cười cái gì? Cười cái gì? Tôi xin tiền cô đấy. Đưa tiền đây, đưa tiền cho tôi. Đưa tiền, 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 tiền. Muốn tiền phải không? Phải. Tôi cho bà. Cho bà. Cho các người, cho các người. Con khốn này, cô bị điên rồi. Lục An Ninh, cô bị điên rồi sao? Đây là rượu vang đỏ trị giá cả 100 triệu đấy. Tôi còn chưa kịp uống một ngụm nào. Tôi mặc kệ nó 100 triệu hay tỷ. Tôi điên rồi đấy. Không phải muốn tiền sao? Tôi cho bà, cho các người. Bắt con khốn này lại cho ta. Mẹ, lại đây, mẹ. Không phải bà muốn la lối ung sùng với tôi, muốn tiền của tôi sao? Mẹ, nếu bà còn dám, thì tôi sẽ khiến đứa con trai bảo bối của bà mất mạng. Lục An Ninh, cô có biết mình đang làm gì không? Đó là em trai ruột của cô đấy. Mẹ ơi, cứu con. Tôi là em trai ruột của chị mà. Tôi là gốc rễ của nhà họ Lục. Gốc rễ nhà họ Lục, cậu dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải hy sinh vì cậu? Cậu tưởng cậu là thái tử à? Đại Thanh Diệt Phong từ đời nào rồi? Lục An Ninh, tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô dám động đến một sợi tóc của Hiểu Phong, thì đừng trách tôi tự tay giết cô. Tôi tin. Không phải muốn tôi chết sao? Vậy thì cả nhà mình cùng chết chung đi. Đừng mà, đừng mà. An Ninh, chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi không cần tiền nữa. Chúng tôi đi ngay đây, đi ngay lập tức. Bỏ dao xuống. Chị ơi, em không dám nữa đâu. Chị gái, tôi không dám nữa đâu. Tôi không dám nữa đâu, chuyện gì vậy? An Ninh, bọn họ là ai vậy? Tiêu Tổng, anh khuyên nhủ Lục An Ninh đi, con nhỏ này, vì tiền mà nó muốn giết em trai ruột của nó. Tôi cầu xin anh, cứu lấy con trai tôi. Xin anh rể, cứu em. An Ninh, bọn họ là người thân của em mà. Em đừng nóng giận, có gì mà không thể nói chuyện tử tế. Đừng có manh động như vậy. Tiêu Tổng, tôi cầu xin anh, cứu lấy con trai tôi. Tôi quỳ xuống cầu xin anh, cứu lấy nó. Cứu nó đi mà. Tiêu Hàn, anh đừng xen vào. Hôm nay tôi quyết chết chung với bọn họ, ai cũng đừng hòng sống. Hôm nay tôi quyết chết chung với bọn họ, ai cũng đừng hòng sống. An Ninh, đừng nóng giận. Không đáng để hy sinh mạng mình vì bọn họ đâu, con khốn nạn này. Cút. Đi đi đi, chúng ta đi mau. An Ninh, tại sao em chưa bao giờ nói với anh về hoàn cảnh gia đình em? Anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Bọn họ muốn tiền thì cho bọn họ là được rồi. Cách làm tổn thương cả hai bên như vậy không được. Tiêu Hàn, ai bảo anh xen vào chuyện bao đồng? Anh tưởng ai cũng như anh, không coi trọng tiền bạc sao? Đây là cách tôi giải quyết vấn đề. Tôi vừa rồi chỉ dọa bọn họ thôi. Thôi, nói với anh những điều này làm gì? Tôi không phải là nữ chính trong phim ngắn ngược tâm. Sẽ không vì bọn họ, vì tiền mà chịu ấm ức ngủ với anh đâu. Em cứ muốn hiểu lầm tôi như vậy sao? Đúng. Bây giờ tôi không muốn chơi với cậu ấm nhà anh nữa, được chứ? Anh đi đi cho tôi. Đi thì đi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Con khốn này, ra tay độc ác thật. Mẹ, chúng ta đi đòi tiền, nhưng không được. Con còn bị con nhỏ điên này làm bị thương. Mẹ, con không cam tâm. Con nhỏ này giỏi rồi đấy. Ban đầu mẹ đã nghĩ, cả đời này cứ để nó kiếm tiền nuôi con là được rồi. Nào ngờ nó lại dám leo lên giường Tiêu Hàn. Nhưng như vậy cũng tốt. Vậy thì chúng ta ở đây chờ Tiêu Hàn đến. Ý của mẹ là đòi tiền Tiêu Hàn. Chắc chắn rồi. Không thể để con gái mình bị hắn ta ngủ không được chứ. Vậy thì hắn ta phải chi ra 10 triệu tệ. Chuyện này coi như chưa xong. Mẹ thật là giỏi. Nhưng mà 10 triệu tệ thì sao mà đủ được? Ít nhất cũng phải 50 triệu tệ ha ha ha. Được rồi, chúng ta đòi hắn ta 50 triệu tệ. Dương Hạo, hãy điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Lục An Ninh. Và điều tra cả người nhà của cô ấy nữa. Vâng thưa Tiêu Tổng, tôi sẽ đi điều tra ngay. Tiêu Tổng,
Các người muốn làm gì? Này Tiêu Tổng, tôi biết, bây giờ anh đang ở cùng con gái tôi. Con gái tôi, nó là một cô gái trong sáng, ngây thơ. Không thể để anh ngủ không như vậy được chứ. Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền? Anh rể à, anh là người giàu nhất thành phố Hải Thành, 100 triệu tệ chắc không nhiều đâu nhỉ? À đúng rồi. Bao nhiêu? Dương Hạo, có phải vừa nãy tai tôi có vấn đề không? Tiêu Tổng, anh ta muốn 100 triệu tệ đấy. Ồ, 100 triệu tệ tôi cho. Cậu Tiêu thật là hào phóng. Dám cả gan đe dọa tôi. Số tiền này, chỉ cần các người dám nhận, tôi đảm bảo sẽ cho hai mẹ con các người ăn cơm tù cả đời. Cơm tù. Trời ơi, có ai không? Đúng vậy. Con gái tôi, một cô gái trong sáng, ngây thơ như vậy mà bị Tiêu Tổng làm hại rồi. Có ai không? Đến phân xử cho chúng tôi đi. Câm miệng, con muốn sống nữa không? Mẹ. Trong thẻ này có 1 triệu tệ. Nếu còn để tôi biết hai người quấy rầy Lục An Ninh, tôi sẽ đánh gãy chân thứ ba của con trai bà. Mẹ, mẹ nói trong này thật sự có 1 triệu tệ sao? Chắc chắn là thật rồi. Không ngờ Tiêu Tổng lại thương xót cái con nhỏ này đến vậy. Một lần ra tay là 1 triệu tệ. Ôi con trai, chúng ta sắp giàu to rồi. Ôi sau này, ta sẽ có một người con rể giàu nhất. Lục An Ninh, cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi tôi. 3 tháng cuối cùng, mình cũng phải thật xinh đẹp. Những bộ quần áo này tôi lấy hết. Vâng thưa cô, xin vui lòng chờ một lát. Chiếc váy này là hàng mới về của chúng tôi, phiên bản giới hạn mùa xuân, cả nước chỉ có 1 chiếc duy nhất. Vóc dáng của cô thật đẹp, chiếc váy này chỉ là hơi đắt một chút, 50 triệu tệ một chiếc. Tôi lấy. Sao lại là cô? Lục An Ninh, cô cầm thẻ của anh Tiêu Hàn đi tiêu xài khắp nơi, cô còn biết xấu hổ không? Gì chứ, hai người là người yêu à? Cô và anh ta không là gì, vậy thì tôi tiêu tiền của anh ta không liên quan đến cô. Cô chắc chắn muốn gây sự với tôi chứ, dù là người hay quần áo thì cũng phải có trước có sau. Tôi nhìn chúng trước, vậy thì nó là của tôi. Nhân viên, chiếc váy này tôi nhìn chúng rồi, tôi là tiểu thư nhà họ Tiết. Nếu cô dám bán chiếc váy này cho người phụ nữ này, tôi sẽ khiến cửa hàng các người không mở nổi ở Hải Thành nữa. Vì tiểu thư này, chúng tôi không thể chọc vào Tiết tiểu thư được. Hay là chiếc váy này nhường cho Tiết tiểu thư, tôi sẽ tìm cho cô một chiếc khác đẹp hơn được không? Thấy chưa Hàn Lục An Ninh? Đừng tưởng leo lên giường anh Tiêu Hàn là có thể trở thành người nhà họ Tiêu. Loại người quê mùa như cô chỉ có thể ngước nhìn tôi. Chiếc váy này không phải loại người như cô có thể mặc được. Tôi không xứng. Này cô, bây giờ tôi lại thấy chiếc váy này rất hợp với cô đấy. Lục An Ninh, cô bị điên à? Váy 50 triệu tệ mà cô cũng dám xé. Không phải cô thích chiếc váy này sao? Hôm nay tôi vui vẻ, mua tặng cô đấy. Quẹt thẻ. Lát nữa gói chiếc váy này lại, gửi cho cô Tiết. Một mảnh cũng không được thiếu. Lục An Ninh, cô có bệnh à? Bỏ ra 50 triệu tệ để mua một mảnh vải rách. Tôi nhất định phải để anh Tiêu Hàn biết bộ mặt thật của cô. Sao cơ? Lại muốn gọi điện thoại cho anh Tiêu Hàn của cô để kiện cáo, bảo anh ta khóa thẻ của tôi à? Tôi nói cho cô biết, Tiêu Hàn tự nguyện tiêu tiền cho tôi, đó là anh ấy vui lòng. Cô thì hay rồi, ở đây ra vẻ đạo đức cao thượng, cả ngày ba hoa chỉ để cho thấy mình có mồm à? Cô. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thanh toán đi. Vâng. Đã thanh toán xong rồi ạ, đồ của cô đây ạ. Lục An Ninh, hôm nay nếu cô không xin lỗi tôi, cô đừng hỏng đi đâu hết. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cả ngày chỉ biết xin lỗi cô. Tôi nói cho cô biết, đừng có chọc giận tôi nữa. Nếu không lần sau tôi làm ra chuyện gì thì tôi cũng không dám chắc đâu. Lục An Ninh, tôi muốn xem rốt cuộc là lý do gì khiến cô bây giờ lại ngông ngạo như vậy. Thà khiến người khác khó xử còn hơn là chịu ấm ức. Cuộc sống như vậy thật là thoải mái. Đã mua quần áo mới rồi, vậy có phải mình nên tự thưởng cho mình một bữa ngon không? Này anh bạn, kia chẳng phải là cô trợ lý nhỏ vừa mới nghỉ việc của cậu sao? Càng ngày càng xinh đẹp. Vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh được làm quen với cô không? Tôi. Đồ đàn ông chó, tâm trạng tốt đẹp của mình vừa bị mấy em gái vây quanh anh ta phá hỏng hết rồi, còn dám trừng mắt với mình nữa à? Được chứ, vừa đúng lúc tôi ăn một mình cũng khá buồn.
Cô trợ lý nhỏ này cũng khá ghê gớm đấy, vừa rời khỏi cậu đã bám lấy cậu út nhà họ Giang rồi. Này, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu đó mới vừa tròn 18, lại vừa từ nước ngoài về, ngây thơ lắm. Thật sao, anh muốn dẫn tôi đi xem concert à? Tôi lớn chừng này rồi mà chưa được xem concert bao giờ. Tôi có hai thẻ VIP, còn có cả màn trình diễn pháo hoa nữa, ngay tại sân vận động kia kìa. Chị ơi, vậy chúng ta ăn xong tôi đưa chị qua đó nhé, được chứ? Không được. Anh là... Cậu ba Giang, cô ấy là trợ lý của tôi. Tối nay tôi không có thời gian đi xem concert với cậu. Chị có số điện thoại của tôi rồi đấy. Có việc gì thì gọi cho tôi nhé. Lục An Ninh, cậu ba Giang năm nay mới 18 tuổi. Nếu cô muốn dựa vào cậu ta mà gả vào nhà giàu, thì nếu nhà họ Giang biết được, liệu họ có lột da rút xương cô không? Lột da rút xương à, cách chết này hình như cũng không tệ. Anh nói xem tôi có nên thử không? Lục An Ninh. Tiêu Tổng, tôi đã nghỉ việc rồi, không còn là nhân viên của anh nữa. Vì vậy sau này tôi ăn cơm với ai, đi xem concert với ai cũng không liên quan gì đến anh. Cô có tin chỉ một câu nói của tôi có thể khiến cô không tìm được việc ở Hải Thành không? Xem ai dám nhận cô, ai dám nhận tôi à? Vậy còn cậu ta thì sao, bạn tốt của anh, cậu Lâm, cô cũng biết mà, loại động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới suy nghĩ, cô dám đến à? Anh chẳng phải cũng vậy sao? Hơn nữa, tôi thấy làm trợ lý cho cậu Lâm hình như cũng khá tốt đấy chứ. Xem cậu ta có dám nhận cô không? Được, vậy lát nữa tôi sẽ hỏi cậu ta xem sao. Lục An Ninh. Người đẹp An Ninh, lâu rồi không gặp. Càng xinh đẹp hơn rồi. Cậu Lâm cũng đẹp trai hơn rồi. Xem người đẹp An Ninh nói chuyện khéo léo chưa kìa. Người đẹp như vậy, sao cậu nỡ sa thải cô ấy chứ, Tiêu Hàn? Hay là nhường cô ấy cho tôi đi? Tự cậu hỏi cô ấy có muốn đi không? Vậy Tiêu Tổng có muốn tôi đi không? Chân mọc trên người cô đấy. An Ninh đại mỹ nhân à, năng lực làm việc của cô tôi luôn rất ngưỡng mộ. Có hứng thú đến làm việc cùng tôi không? Cô yên tâm, Tiêu Hàn trả cho cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Là người phụ nữ của tôi, muốn gì được lấy, thế nào? Lâm thiếu gia còn hào phóng hơn cả Tiêu Tổng. Hào phóng thế này thì tôi nhất định phải đi rồi. Nhưng tôi mới nghỉ việc, cần 3 tháng để thư giãn. Đợi 3 tháng sau, tôi nhất định đến tập đoàn Lâm báo cáo. Được, 3 tháng sau, tôi đích thân đến đón đại mỹ nhân Lục. Cảm ơn Tiêu Tổng đã giới thiệu cho tôi một ông chủ tốt như vậy. Này, anh làm gì vậy? Tiêu Hàn, anh buông tôi ra. Buông tôi ra, Tiêu Hàn, anh làm gì vậy? Anh buông ra. Lục An Ninh, rõ ràng biết Lâm Tử Dương là kẻ trăng hoa, tại sao còn đến đó làm việc? Cô coi tôi là người chết rồi sao? Có câu nói thế nào nhỉ? Một người yêu cũ đạt chuẩn thì nên giống như người chết. Tiêu Hàn, bây giờ đối với tôi, anh chính là người chết. Cái miệng của cô là muốn làm tôi tức chết sao? À, cô thuộc loài chó à? Cắn mạnh thế, tôi chính là loài chó đấy. Nếu anh còn dám động vào tôi cắn chết anh. Lục An Ninh, em thật sự quên 3 năm chúng ta bên nhau rồi sao? Nhẫn tâm vậy sao? Nếu tôi thật sự nhẫn tâm, hôm nay đã nên bắt đầu mối quan hệ mới với Lâm Tử Dương rồi. Tôi còn cho anh 3 tháng để tưởng nhớ tình yêu đã mất giữa chúng ta, đủ có lỗi với anh rồi. Ba tháng tưởng nhớ. Mơ đi. Em chỉ có thể là của anh, mãi mãi là của anh. Lục An Ninh, chúng ta nói chuyện một chút. Đâu cũng có cô là kẻ bám đuôi à? Tôi không có thời gian dây dưa với cô. Vừa rồi tôi đã thấy hết rồi. Anh Tiêu Hàn đã không cần cô nữa rồi. Cô còn đến đeo bám anh ấy làm gì? Tôi đã bảo sao cô ăn mặc đẹp thế này. Hóa ra là đến quyến rũ Tiêu Hàn. Thấy rồi đấy. Anh ta ép buộc tôi, cô không nhìn ra sao? Cô bị mù à? Rõ ràng là cô quyến rũ anh ấy. Cô nhìn hai lạng thịt trên ngực cô xem, sắp lộ ra hết rồi kìa. Đúng là đồ nhà quê xuất thân nghèo hèn, vì muốn leo lên cao mà không từ thủ đoạn. Tiết tiểu thư, cô chửi người ta chỉ có mấy câu này thôi à? Tôi nghe phát ngán rồi. Lục An Ninh, cô rời xa Tiêu Hàn đi. Cô cứ ra giá đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Cô muốn đưa tiền cho tôi à? Lục An Ninh, tôi vẫn luôn nghĩ cô là người thông minh, biết rõ sự khác biệt giữa cô và anh Tiêu Hàn. Hai người căn bản là không thể nào đến được với nhau. Hơn nữa, nhà tôi và nhà họ Tiêu là gia đình danh giá, dù có vì bố tôi, Tiêu Hàn cũng sẽ cưới tôi. Hơn nữa, anh ta cũng không dám nuôi người phụ nữ khác bên ngoài. Nếu bố tôi ra tay, không chỉ cô mà cả gia đình cô cũng sẽ thiệt hại. Tôi cho cô 1 triệu, rời khỏi Tiêu Hàn. 1 triệu. Lục An Ninh, đừng có không biết điều. Nói khó nghe thì cô chỉ là con giàn bà bị Tiêu Hàn bỏ rơi. Cho cô 1 triệu đã là nể mặt lắm rồi. Được. Cái gì? Tôi bảo rời khỏi Tiêu Hàn thì được, nhưng 1 triệu này thì hơi ít. Lục An Ninh, cô cũng tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. 1 triệu mà cô còn chê ít. Tôi nói này cô Tiết,
Muốn học người ta vung tiền thì cũng phải hào phóng một chút chứ. Năm triệu, nhiều nhất chỉ có vậy. Nhưng cô phải hứa cả đời này không được gặp Tiêu Hàn. Nếu không, ra đường sẽ bị xe tông, sống không yên ổn, chết không toàn thây. Được. Cô thề đi, thề độc ấy. Đúng là lòng dạ đàn bà, mình sắp chết rồi mà còn ép mình thề độc. Thề thì thề, ông trời đang đợi mình kìa. Lại trời, con, Lục An Ninh hôm nay xin thề độc. Đã nhận 5 triệu phí chia tay của Tiết Giao, từ nay về sau sẽ không gặp lại Tiêu Hàn nữa. Nếu tôi gặp lại, ra đường sẽ bị xe tông, sống không yên ổn. Hài lòng chưa? Coi như cô biết điều, tôi sẽ giám sát cô đấy. Không ngờ, tôi sắp chết rồi mà còn có người tranh nhau đưa tiền cho mình. Tiếc là không tiêu được, thôi thì quyên góp vậy. Lại trời, ngài nên xem xét con đã làm nhiều việc thiện như vậy, kiếp sau cho con đầu thai vào gia đình giàu có nhé. Làm con nhà giàu đời thứ hai. Ai mà giục chết người ta thế? Trợ lý Lục, cô đang ở đâu? Cô có thể đến công ty được không? Hóa ra là trợ lý Giang, tôi đã từ chức rồi, tạm biệt nhé. Không đúng, vĩnh biệt nhé. Chắc chắn là tên Diêm Vương Tiêu Hàn đó bảo mình đến, mình sẽ không đi đâu. Ở bên kia núi, bên kia biển, có một nhóm xì chung. Họ hoạt bát và thông minh, họ tinh nghịch và lanh lợi. Tôi thuê các người đến đây không phải để ăn không ngồi rồi, việc còn con này mà không làm được thì cút hết đi. Tiêu Tổng lại nổi giận rồi, từ khi trợ lý Lục từ chức 3 ngày trước. Trợ lý Giang, anh có muốn liên lạc với trợ lý Lục không? Nếu cô ấy không xuất hiện, chắc chúng ta đều bị sa thải mất. Tôi thử lại xem. Xì chung đáng yêu. Chị Lục, cô Lục. Bà cô ơi, nể tình chúng ta quen biết 3 năm nay, cô giúp anh em lần này được không? Được rồi, nhưng tôi phải đợi Tiêu Tổng đi vắng mới đến được. Không có, Tiêu Tổng ra ngoài rồi, cô mau đến đi. Trợ lý Lục, xin lỗi cô. Bây giờ chỉ có cô mới cứu được chúng tôi. Sao lại là cô? Sao lại là cô? Anh Tiêu Hàn, đến giờ trà chiều rồi, em đặc biệt mua chút bánh ngọt cho anh. Anh đừng giận nữa, được không? Này, cậu xem, sau khi rời khỏi Tiêu Thị, Lục An Ninh càng ngày càng quyến rũ, cậu không biết à? Giám đốc Tiết nói cô ta cặp kè với đại gia đấy, cậu nhìn đồ cô ta mặc, túi sách cô ta cầm, cái nào chẳng phải hàng hiệu, trước kia cô ta đâu có như vậy. Lý do cô ta từ chức là vì cô Tiết đã vạch trần chuyện cô ta thích sếp, cô ta còn dám quay lại. Cô Lục, cuối cùng cô cũng đến rồi, Tiêu Tổng muốn xem báo cáo quý trước, chúng tôi tìm mãi không thấy. Tiêu Tổng vừa rồi suýt nữa đuổi việc hết chúng tôi, tài liệu quan trọng tôi đều để trong tủ bên phải bàn làm việc. Chuyện này tôi đã nói với Tiểu Lưu rồi, cô Lục, cô giúp tôi tìm được không? Lần cuối thôi đấy, nể mặt anh. Cảm ơn cô Lục, nếu tên đồng tính Tiêu Hàn đó có mặt ở đây, dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không đến. Anh Tiêu Hàn, bánh kem Việt Quất em mua cho anh, sao anh chỉ ăn một miếng vậy? Có phải anh không thích hiệu này không? Em nhớ anh thích ăn vị Việt Quất nhất mà. Trời ơi, sao mình đen đủi thế này? Bọn họ này sao lại xuất hiện ở đây? Tôi không có khẩu vị, cô đi làm việc đi. Anh Tiêu Hàn, Lục An Ninh cũng đã rời đi rồi. Em không muốn làm giám đốc Tiếp Thị nữa, em muốn ở bên cạnh anh, làm trợ lý riêng cho anh. Bọn họ định chơi trò công sở sao, ghê tởm. Tôi không cần trợ lý riêng. Cô không muốn làm giám đốc Tiếp Thị thì có thể nộp đơn xin từ chức. Đứng đằng kia, tránh xa tôi ra. Anh Tiêu Hàn, anh biết mà, em chỉ muốn gần anh hơn một chút thôi, được không? Dù sao thì ai cũng biết quan hệ của chúng ta rồi.
Anh Tiêu Hàn, sao vậy? Không có gì. Mặt dày, đồ tồi, móng heo. À đúng rồi anh Tiêu Hàn, có một chuyện em suy nghĩ rồi, vẫn nên nói với anh một tiếng. Trợ lý Lục đó, cô ta đã nhận của em 5 triệu. Hơn nữa còn thề độc, nói sau khi nhận tiền sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Nếu không ra đường sẽ bị xe tông. Cái gì Lục An Ninh, cô ta bị điên rồi sao? Phải đấy anh Tiêu Hàn. Hơn nữa anh đâu biết người phụ nữ đó tham lam đến mức nào. Em nói cho cô ta 1 triệu tệ, cô ta còn chê ít, trực tiếp đòi em 5 triệu tệ. Em đoán chắc cô ta đã tìm được người khác rồi nên mới rời bỏ anh nhanh chóng như vậy. Đàn bà không biết xấu hổ như vậy căn bản không xứng ở bên cạnh anh. Tiếp sao, cô nhất định phải ép tôi phát điên thêm lần nữa sao? Anh Tiêu Hàn, Lục An Ninh bây giờ đã có người đàn ông khác rồi, anh đừng nghĩ đến cô ta nữa được không? Em mới là người yêu anh nhất. Này, Tiêu Hàn, dưới bàn anh có thứ gì đó. Sao vậy? Chào cô Tiết. Chết rồi, Lục An Ninh, sao cô dám ở đây? Cô còn dám gặp anh Tiêu Hàn nữa sao? Cô quên lời thề của mình rồi sao? Gặp anh ấy, cô sẽ chết không yên ổn đâu. Câm miệng. Không biết nói thì đừng nói. Tiêu Hàn, cô ta lấy của em 5 triệu tệ đấy. 5 triệu tệ, trợ lý Lục này tham lam quá đấy. Lấy tiền rồi còn đến tìm Tiêu Tổng, muốn cả người lẫn của. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Vì cô Tiết không muốn tôi và Tiêu Hàn ở bên nhau. Tôi tuyên bố từ bây giờ, tôi sẽ bám lấy anh ấy, cho đến khi. Không ngờ Lục An Ninh lại yêu mình vậy. Lục An Ninh, nếu em đã muốn làm người của anh, vậy thì làm trợ lý cho anh cả đời đi. Cô dám đùa tôi sao? Tiếp sao? Cái tát này tôi nhận, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi mà. Ai bảo cô cứ bôi nhọ tôi? Hôm nay tôi đến chỉ vì trợ lý Dương bảo tôi đến giúp tìm tài liệu thôi. Tiêu Tổng, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Tôi đã lấy tiền của cô Tiết, đương nhiên phải giữ lời hứa rồi. Lục An Ninh, cô thực sự đã thề vì tiền sẽ không bao giờ gặp tôi nữa sao? Đúng. Vì tiền, đã thề độc, nếu gặp lại anh, tôi sẽ chết không yên ổn. Cô yêu tiền đến vậy sao? Hơ, tiền là thứ tốt, ai mà chẳng yêu tiền chứ? Nếu không có tiền, còn thảm hơn cả bị lột sạch quần áo. 5 triệu tệ, cả đời này tôi cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cô thiếu tiền có thể tìm tôi cho cô nhiều hơn cô ta nhiều. Nếu Tiêu Tổng cho thêm chút nữa, tôi sẽ càng thích hơn. Cô. 10 triệu tệ, đủ chưa? Cảm ơn Tiêu Tổng đã thưởng. Cô Tiết. Tiêu Tổng. Sau này tôi sẽ không đến Tiêu Thị gây chuyện cho hai người nữa, tôi nói là làm. Anh Tiêu Hàn, cô ta tham lam như vậy, sao anh còn cho cô ta 10 triệu tệ? Cút. Từ hôm nay trở đi, đừng để tôi nhìn thấy cô ở Tiêu Thị nữa. Này trợ lý Lục, hôm nay thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Nếu không có cô, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao. CEO Tiêu gần đây hay cáu giận, thật sự không ai dám khuyên anh ấy. Quả nhiên cô có bản lĩnh. Tôi nào có bản lĩnh gì, tôi vừa mới lấy tiền chia tay của Tiêu Tổng, lần sau tôi sẽ không đến nữa đâu. Này, chuyện gì vậy? Cô em xinh đẹp định chạy đi đâu? Lục An Ninh, thực sự nên kết thúc rồi. Cô Lục, tôi là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân. Cảm ơn cô đã quyên góp 10 triệu tệ cho bệnh viện chúng tôi. À chuyện đó, gần đây cô có rảnh đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra lại lần nữa không? Lần này tôi sẽ đích thân kiểm tra cho cô. Lần trước kiểm tra thì không cần đâu viện trưởng. Tôi hy vọng số tiền tôi quyên góp có thể được sử dụng cho tất cả những bệnh nhân đang cần tiền gấp. Vậy nhé, đừng gọi điện cho tôi nữa. Alo, alo. Giờ phải làm sao đây? Lần trước máy bị hỏng, rất nhiều báo cáo đều bị lỗi. Cô Lục lại không đến kiểm tra lại, giờ phải làm sao đây?
Đúng rồi, cô Lục này làm việc ở Tiêu Thị, hay là mình gọi điện cho sếp cô ấy? Ôi chào, sao vậy? Tiết tiểu thư bị đuổi ra rồi, đúng là trời có mắt. Tất cả là tại cô, Tiêu Hàn mới đuổi tôi đi, tôi... Con đàn bà này, hôm nay tôi liều mạng với cô. Cái tát này là đánh cô cứ như con ruồi vo ve trước mặt tôi. Cái tát này là dạy dỗ cô vừa rồi dám vu khống tôi trước mặt Tiêu Hàn. Tôi giết cô, tôi giết cô. Giết tôi đi, tôi đưa dao cho cô dám giết tôi không? Nếu cô thực sự dám giết tôi còn kính nể cô có chút khí phách. Nếu không có bố cô là cái thá gì? Cứ suốt ngày vung vẩy cái bằng du học trước mặt tôi, thực sự tưởng tôi không biết đó là cô bỏ tiền ra mua sao? Lục An Ninh, con đàn bà này, cô là cái thá gì mà dám mắng tôi? Tôi nói cho cô biết, 5 triệu tệ tôi đưa cô đều có ghi chép chuyển khoản đấy. Cô lập tức để bố tôi cáo buộc tội lừa đảo, tống cô vào tù, nhốt cô đến chết, xem ai cứu cô ra được. Nếu bây giờ cô quỳ xuống dập đầu 3 cái, biết đâu tôi sẽ tha cho cô. Muốn tôi quỳ lại cô à? Mơ đi. Tôi đã nói rồi mà, sao cô lại đưa tiền cho tôi dễ dàng như vậy? Hóa ra là đợi tôi ở đây. Cảm ơn cô vì 5 triệu tệ. Đây là giấy chứng nhận khen thưởng do trại trẻ mồ côi trao tặng, bất ngờ không? Không thể nào. Cô quyên góp tiền của tôi rồi sao? Đó là 5 triệu tệ đấy. Tiếp sao, tôi nói cho cô biết lần cuối, lúc tôi theo Tiêu Hàn, cô còn không biết đang lêu lổng ở xó xỉnh nào. Tôi là người đến trước, cô là người đến sau, tôi đây không phải loại phụ nữ dễ bắt nạt đâu. Nếu cô còn dám giở trò trước mặt tôi sẽ quấn lấy Tiêu Hàn, khiến cô cả đời này đừng hòng làm Tiêu phu nhân. Ngày nào cũng lắm chuyện thế, không biết, muốn vui vẻ sống nốt quãng đời còn lại sao khó khăn đến vậy. Tiêu Tổng, ngài đừng uống nữa. Cô Lục là người ăn mềm không ăn cứng. Cút ra ngoài cho tôi. Vâng ạ. À, Tiêu Tổng, tôi là viện trưởng bệnh viện nhân dân đây. Lục An Ninh có phải nhân viên của công ty ngài không ạ? Cút. Ở đây không có ai tên Lục An Ninh cả. Mẹ, giờ phải làm sao đây? Lục An Ninh không bắt máy con. 1 triệu tệ đó, con vừa mua xe rồi. Tiểu Khê nói, không có biệt thự khu Đông Thành thì cô ấy sẽ không chịu lấy con. Cái gì? Biệt thự khu Đông Thành, ít nhất cũng phải 50 triệu tệ. 50 triệu tệ với Tiêu Thị ra thì chẳng đáng là bao. Mẹ, trong bụng Tiểu Khê rất có thể là cháu trai đích tôn của mẹ đấy. Căn nhà này nhất định phải mua, bây giờ vẫn chưa tìm thấy con nhỏ đó. Khách sạn Đế Hào con không vào được. Ta có cách, ta biết làm thế nào để con nhỏ đanh đá đó quay về. Mấy bức tranh cô ta vẽ trước đây không phải đều ở trong tủ sao? Trong đó còn có cả chân dung Tiêu đại thiếu gia, con bé đó nhất định sẽ quay về. Tốt lắm Lục Hiểu Phong, đúng là có bản lĩnh, thực sự đã tìm được mấy bức tranh đó rồi. Chị gái, lâu vậy rồi không về nhà, mẹ nhớ chị lắm. Mẹ làm rất nhiều món con thích, hay là dẫn theo Tiêu đại thiếu gia về ăn cơm? Hừ, Lục Hiểu Phong, cậu nghĩ lấy tranh của Tiêu Hàn ra dọa là tôi sẽ quay về sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ. Chị, cho chị nửa tiếng. Nếu chị không về, những bức tranh bảo bối này của chị, tôi sẽ đốt hết. Tùy ý, muốn đốt thì đốt. Mình không phải vì tranh của Tiêu Hàn mà quay về. Mình tiếc công sức của mình bỏ ra. Những bức tranh đó là ký ức cuối cùng mình lưu lại trên thế giới này. Mẹ, mẹ nói xem, con nhỏ chết tiệt đó có thực sự quay về không? Hừ, yên tâm, nó nhất định sẽ quay về. Con nhỏ đó là người trọng tình cảm. Con không thấy trong tranh cô ta vẽ có cả Tiêu đại thiếu ra sao? Chỉ cần dựa vào điểm này, cô ta cũng sẽ quay về. Ôi trời mẹ ơi! Hay là mẹ gọi điện cho Tiêu đại thiếu ra đi. Chị ta không có tiền, Tiêu đại thiếu gia thì có. Nếu chúng ta có thể tóm được điểm yếu của Tiêu đại thiếu gia, đừng nói là xe thể thao, con còn muốn cả máy bay. Ôi chao, đúng là con trai ta, thông minh quá. Mẹ vợ này sẽ gọi điện cho Tiêu đại thiếu gia. Chỉ cần anh ta chịu đến, ta không tin là không tóm được điểm yếu của anh ta. Mẹ giỏi nhất. Khụ khụ. Alo, Tiêu đại thiếu gia, tôi là mẹ của An Ninh đây. Sau khi chia tay với cậu, tâm trạng con bé rất tệ. Ngày nào cũng nhốt mình trong phòng vẽ chân dung cậu. Tôi là mẹ nhìn mà thấy xót xa. Hay là cậu đến xem con bé thế nào đi. Bà nói gì cơ? Lục An Ninh vẽ chân dung tôi ở nhà. Bà, đợi một chút, tôi đến ngay. Này, Tiêu Tổng, ngài đi đâu vậy? Đi tìm Lục An Ninh. Đi tìm cô Lục. Nghe mẹ cô ấy nói, cô ấy đang ở nhà uống rượu giải sầu. Tôi đến xem cô ấy thế nào. Không đúng. Lúc nãy cô Lục rõ ràng nói lúc chia tay với Tiêu Tổng rất vui vẻ mà. Cậu ngẩn người ra đấy làm gì?
Không phải chứ Tiêu Tổng, anh định như vậy mà đi gặp cô ấy sao? Người đầy mùi rượu, lại còn đi tay không nữa chứ. Ồ, cậu nói đúng. Vậy tôi nên đi tạo kiểu tóc rồi mang theo quà cáp. Hai zzz, lần đầu đến nhà bạn gái thì nên mang gì đây? Hả? Hả cái gì mà hả? Còn hả nữa thì tôi quẳng cậu sang châu Phi đấy. Tâm tư của ông chủ sâu như đáy biển, cái khí thế này rõ ràng là đi gặp mẹ vợ. Có vẻ cô Lục chính là liều thuốc đặc trị của Tiêu Tổng rồi. Cậu nói cái gì? Tôi không nói gì cả, Tiêu Tổng, tôi sẽ chuẩn bị tất cả những gì ngài cần, như là tổ yến mà phụ nữ thích ăn này, còn có cả trang sức mà cô ấy thích nữa, còn giày mà con trai thích, mô hình game thì sao? Nào. Về rồi à? Tranh của tôi đâu? Muốn tranh thì đơn giản thôi, lấy tiền ra đổi. Bớt lải nhải đi, mau đưa tranh ra đây. Con danh con, vừa về đã muốn chọc tức mẹ có phải không? Con theo Tiêu Hàn, trong tay chắc chắn có tiền. Chỉ cần con chịu đưa tiền, mẹ sẽ trả lại mấy bức tranh rách nát đó cho con. Tôi không có tiền, không có tiền. Cô không có tiền thì Tiêu Hàn có chứ. Lần trước ở cửa khách sạn Amberger, Tiêu Hàn đã cho tôi 1 triệu tệ đấy. Lần này tôi cầm mấy bức tranh này, ít nhất cũng phải lấy được 50 triệu chứ. Tiêu Hàn cho các người 1 triệu tệ. Tiêu Hàn cho các người 1 triệu, các người đã tiêu hết rồi à? 1 triệu làm được gì chứ, mua cái xe là hết sạch. Chị, em sắp cưới vợ rồi, phải mua một căn biệt thự. Chị, như này đi, chị bảo anh rể cho em 50 triệu, mấy bức tranh này chị cứ lấy hết. 50 triệu sao các người không đi cướp luôn đi? Mau đưa tranh cho tôi. Lục An Ninh, hôm nay nếu cô không đưa tiền, tôi sẽ đốt hết mấy bức tranh rách nát này cho cô xem. Bà vì con trai mà thật là vô sỉ. Nếu hôm nay tôi không đưa, bà lại định lấy mạng ra ép tôi có phải không? Phải. Cô là cô gái mẹ. Nếu cô không đưa tiền, tôi sẽ lên TV tố cáo cô. Bà thật sự còn tàn nhẫn hơn cả tôi. Chị, sớm như này có phải tốt hơn không? Đòi tiền, cả ngày chỉ biết đòi tiền. Ngoài đòi tiền còn biết làm gì nữa? Lục An Ninh, cô muốn tạo phản có phải không? Có tin tôi đốt hết tranh của cô không? Cô làm gì vậy? Bà cứ việc đốt hết đi. Dù sao Lục Hiểu Phong cũng bắt nạt tôi từ bé đến lớn, không bằng hôm nay tôi cắt một cái tai của nó cho bỏ tức. Mẹ cứu, con với, con không muốn bị điếc. Mau nhét tranh vào túi cho tôi, nhanh lên, mẹ, mau trả lại cho nó đi, cầm lấy, tất cả tranh của cô đây. Cô đừng động vào em cô. Của cô đây. Thả em cô ra, thật là không thấy quan tài không rơi lệ. Phải động vào con trai cưng của bà thì bà mới chịu nghe lời. Hiểu Phong. Lục An Ninh. Giờ sao cô lại ác độc thế, hở ra là động dao động kéo với em trai, trời sao không bắt cô đi luôn đi. Yên tâm đi, trời cao sẽ có ngày trừng phạt tôi. Nhưng trước khi tôi chết, nếu các người còn ép tôi nữa, đừng hòng ai được sống yên. Con danh con, cô thật sự nhẫn tâm vậy sao? Cô theo Tiêu Hàn ăn sung mặc sướng. Còn trơ mắt nhìn mẹ em cô sống như ăn cô thế này sao? Lão Lục, ông mở mắt ra mà xem. Con gái của ông, con sói mắt trắng, bất hiếu đến mức nào? Nếu không phải vì nuôi các người, mẹ đâu cần phải bán rượu ở quán bar, bị người ta quấy rối hết lần này đến lần khác. Nếu không phải vì muốn sống, tôi đâu cần phải làm tình nhân bị người ta khinh rẻ. Tôi đã nghỉ việc ở Tiêu thị, không còn bất cứ quan hệ nào với Tiêu Hàn nữa. Bà đã lấy của Tiêu Hàn 1 triệu, đó là tiền chia tay của tôi với anh ấy. Hãy coi như tôi đã trả hết công ơn nuôi dưỡng của bà và bố. Mẹ, Lục Hiểu Phong, từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Lục An Ninh, hóa ra trong mắt em, tôi chỉ là một kim chủ thôi sao? Anh làm gì ở đây? Nếu tôi không đến, làm sao biết được suy nghĩ thật sự của cô Lục? Giờ biết cũng chưa muộn đâu, Tiêu Tổng. Mẹ, mau lại đây. Chúng ta phát tài rồi. Ôi trời, nhiều đồ thế. Con danh con này, vừa nãy còn khăng khăng nói đã chia tay Tiêu Hàn. Mẹ thấy nó chỉ muốn rũ bỏ chúng ta. Mơ đi, con hồ ly tinh chết tiệt. Giống hệt mẹ ruột của nó, thích đi quyến rũ đàn ông. Mẹ, ý mẹ là chỉ con không phải con ruột. Chuyện này con phải giữ kín trong bụng. Dù có chết cũng không được nói với ai. Hai mẹ con mình còn trông cậy vào nó để giàu sang phú quý đấy. Lục An Ninh. Tôi phát hiện ra rồi, giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Ích kỷ, tham tiền, lẳng lơ. Tôi và Tiết Giao cho cô bao nhiêu tiền, cô lại nói với mẹ mình chỉ có 1 triệu, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ và em trai cô để thoát khỏi bọn họ. Cô đúng là người phụ nữ độc ác nhất mà tôi từng gặp, độc ác nhất. Vậy thì đó đúng là vinh hạnh của tôi đấy. Cô thực sự đã thay đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa. Tiêu Tổng, đây mới chính là con người thật của tôi. Anh nói tôi ích kỷ, tham tiền, tôi thừa nhận, nhưng anh nói tôi lăng loàn, tôi không chấp nhận. Khi mới quen anh, đó là lần đầu tiên của tôi. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Vậy nên, anh không có gì phải thiệt thòi.
Nghe nói cô vẽ rất nhiều chân dung tôi. Đúng vậy. Nhưng mà vừa rồi bị mẹ tôi đốt hết rồi. Tiếc thật, nếu không còn có thể moi của anh được hối tiền. Lục An Ninh, cô thích tiền đến vậy sao? Được thôi, tôi cho cô. Không cần đâu, tiền chia tay anh cho tôi đã đủ rồi. Lục An Ninh, cô nói chỉ có mình tôi. 3 tháng sau, chỉ cần cô không đến chỗ Lâm Tử Dương, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Tiêu Hàn, anh nhất quyết muốn giữ tôi lại bên cạnh, rốt cuộc là vì yêu tôi. Hay là đã quen có tôi rồi? Sao có thể là vì yêu? Tôi vốn bá đạo, không thích người khác động vào đồ của mình. Thì ra là vậy. Được. 3 tháng sau tôi sẽ quay lại bên cạnh anh. Lục An Ninh, bất kể lý do là gì, khi quay về bên cạnh tôi, em chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Có thể tổ chức một buổi triển lãm tranh của riêng mình trước khi chết, để mọi người đều được chiêm ngưỡng tranh của mình. Đời này coi như không sống uổng phí. Tiêu Hàn, sau khi em chết, những bức tranh này sẽ đều để lại cho anh, coi như là món quà cuối cùng em tặng anh vậy. Xin chào. Xin hỏi trung tâm triển lãm tranh của Trung tâm Thương mại Trung Hạ có cho thuê không ạ? Cô Lục, tôi rất tiếc. Tranh của cô chúng tôi đã xem qua, rất có hồn, nhưng rất tiếc, cô chưa tốt nghiệp đại học, không có ai bảo lãnh. À, vậy cảm ơn anh. Alo, xin chào, tôi là Lục An Ninh. Phòng tranh Ôn Khê có cho tôi thuê không ạ? Khách sạn Đế Hào, tôi đang ở khách sạn Đế Hào. Vâng, vậy tôi đợi anh. Cô chính là họa sĩ Lục An Ninh phải không? Đẹp thật. Mời anh Hà vào. Quả nhiên danh tiếng không phải tự nhiên mà có. Cô Lục, phòng tranh Ôn Khê là của tôi. Muốn tổ chức triển lãm ở đây cũng được. Trước tiên hãy uống cạn ly rượu này đã. Anh Hà, phòng tranh Ôn Khê là phòng tranh tôi thích nhất. Anh có thể xem qua tranh của tôi, có yêu cầu gì cứ việc nói. Cái này thì không cần xem đâu. Vừa nhìn tôi đã biết cô Lục là một tài nữ rồi. Tôi tin tưởng vào tài năng của cô. Còn tiền thuê cũng có thể miễn phí cho cô. Uống đi. Anh Hà, cơ thể tôi hơi khó chịu, không uống được rượu. Cô gan thật đấy. Dùng chỗ của tôi để mở triển lãm mà ly rượu cũng không thèm uống. Quá coi thường tôi rồi đấy. Anh Hà, tôi thuê phòng tranh của anh 3 ngày, mỗi ngày trả anh 100 triệu. Anh thấy thế nào? 100 triệu. Lục An Ninh, cô nghĩ tôi thiếu mấy đồng bạc ấy sao? Uống đi. Tôi không cần phòng tranh của anh nữa, mời anh đi ra ngoài. Lục An Ninh, dù sao thì Tiêu Hàn cũng chẳng cần cô nữa. Chỉ cần cô theo tôi, cô muốn gì tôi cũng cho. Hơn nữa làm bồ nhí thì theo ai mà chẳng được. Cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Đừng có được voi đòi tiên, cho tiền là đã nể mặt cô lắm rồi. Chỉ cần hôm nay cô là người của tôi, xem sau này cô còn giả vờ thanh cao được nữa không. Tránh ra. Tên khốn nạn. 110 phải không? Tôi muốn tự thú. Cô Lục, vậy cô vui lòng đợi chút. Chính cô là đứa đánh chồng tôi sẽ kiện chết cô. Ai thèm để cho hắn ta chiếm tiện nghi của tôi chứ? Loại người cặn bã như vậy, chết cũng đáng đời, sống cũng chỉ tổ phí đất, phí không khí, tôi sẽ tát chết cô. Đủ rồi đấy, các người còn đánh nhau nữa thì tôi tống hết vào tù. Cô Lục, cô gan thật đấy. Đánh chồng người ta xong, lại còn ra tận cửa đồn cảnh sát đánh vợ. Đối phương chắc chắn sẽ không hòa giải, chỉ có thể giải quyết theo pháp luật. Cô có thể bảo lãnh tại ngoại, gọi điện cho người nhà đi. Tôi không có người thân. Bạn bè, bạn trai cũng được. Không có, tôi không có gia đình, không có đàn ông, không có việc làm, không có tiền, chẳng có gì cả. Chi bằng anh bắt tôi lại đi. Hóa ra là một con nhỏ nghèo kiết xác. Chờ đấy, tôi nhất định khiến cô lộ hết bộ mặt thật. Ai nói Lục An Ninh nghèo? Anh ấy đến đây làm gì? An Ninh, An Ninh. Em không sao chứ, ai đã làm em bị thương? Xin chào, xin hỏi anh là Tiêu Hàn, bạn trai của Lục An Ninh.
Ai nói anh là người giàu nhất Hải Thành? Vừa nãy mình còn tưởng hai người họ chỉ giống nhau thôi, hóa ra là thật. Xong rồi, chồng tôi tiêu đời rồi. Tiêu Hàn, tôi... Không cần nói nữa, tôi đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Dương Hạo, đi đóng tiền bảo lãnh trước đi. Còn tên kia, tên gì Đại Thành gì đó. Tôi sẽ kiện hắn ta tội cố ý gây thương tích. Nếu hắn ta còn tiếp tục giở trò, tôi sẽ chơi đến cùng. Sao anh lại đến đây? Em ở khách sạn làm ầm ĩ lên như thế. Quản lý khách sạn gọi điện thoại đến tận chỗ tôi. Em thật là giỏi giang đấy. Cảm ơn anh. An Ninh, em nói 3 tháng nữa sẽ quay lại bên anh, nhưng anh không thể chờ được. Anh muốn em quay lại ngay bây giờ. Không được. Tại sao? Vì tích sao? Tôi đã nói rõ với gia đình rồi, chuyện hôn nhân của tôi do tôi tự quyết định, sẽ không có ai xen vào giữa chúng ta nữa. 3 tháng nữa, tôi tự nhiên sẽ quay lại bên anh. Khoảng thời gian này, tôi muốn ở một mình cho yên tĩnh. Còn về chuyện hôm nay, cảm ơn anh, Tiêu Tổng. Em vẫn nên gọi tôi là Tiêu Hàn đi, dù sao thì em cũng không còn là trợ lý của tôi nữa. Tôi về khách sạn trước đây, để tôi đưa em về. Tiêu Hàn, xin lỗi, tất cả đã quá muộn rồi. Lục Tiểu Thư, thật trùng hợp. Nghe nói cô đang tìm phòng tranh, chuẩn bị khai mạc triển lãm tranh. Trùng hợp là phòng tranh lớn nhất lại là của tôi. Cô muốn dùng à, cứ tự nhiên. Dù sao thì ở những nơi khác cô cũng không tìm được phòng tranh nào khác đâu. Lâm Thiếu Gia, ý anh là sao? Lục Tiểu Thư, Tiêu Hàn đã tuyên bố rồi. Bất cứ ai cũng không được phép nhận cô vào làm. Ở Hải Thành này, ngoài tôi ra, ai còn dám cho cô mượn địa điểm chứ? Vậy sao, anh ta tuyên bố rồi sao? Ừ, đúng là phong cách của anh ta. Nhưng mà anh có thể để tôi tùy ý sử dụng, với điều kiện gì? Chỉ cần cô lập tức đến công ty tôi làm việc, nơi này tôi tặng cô. Lâm Thiếu Gia, anh nên biết tại sao tôi lại đánh tên Hà Đại Thành kia rồi chứ. Nghe nói cả giới này đều lan truyền rồi. Phải làm sao đây Lục Tiểu Thư, hình như tôi càng ngày càng thích cô rồi. Có bệnh, này Lục An Ninh. Chỉ vì cô đã đánh tên dê xuồng đó một trận, nơi này tôi cho cô dùng miễn phí. Thật chứ? Đương nhiên rồi. Lời nói của cậu đây, xưa nay một lời đã nói ra như đinh đóng cột, cô muốn dùng ngày nào cũng được. Vậy thì cảm ơn Lâm Thiếu Gia, còn tôi sẽ đưa tiền thuê theo tiêu chuẩn cao nhất. Không cần, tôi không thiếu mấy đồng bạc cắt của cô đâu. Cô chỉ cần đồng ý với tôi một điều kiện, ăn tối với tôi. Chỉ là ăn tối thôi sao? Đúng vậy, chỉ là ăn tối nay, một bữa tối đơn thuần mà thôi. Yên tâm đi, cô còn dám đánh người ta be bét máu ra kia kìa, tôi đâu có muốn sống nữa đâu. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Vậy thì tạm biệt. Anh em, tôi đã hẹn được Lục An Ninh rồi. Đúng vậy, chính là cô tình nhân nhỏ trước đây của Tiêu Hàn đấy. Hả, tôi là ai chứ? Chỉ cần là phụ nữ thì không ai thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Tối nay ở Trúc Âm Các, các cậu nhớ đến đấy. Gọi cả Tiêu Hàn nữa. Lâm Thiếu Gia, sao bạn gái anh còn chưa đến? Lần này anh chơi lớn thật đấy. Tôi nghe nói anh đã đem phòng tranh trị giá hàng chục triệu tệ của mình tặng cho người yêu mới rồi. Đương nhiên rồi, theo đuổi được cô ấy đâu phải chuyện dễ. Tôi nói cho các cậu biết, bạn gái tôi xinh lắm đấy. Lát nữa nhất định sẽ làm các cậu chói mắt cho mà xem. Xinh đẹp như vậy, so với nữ trợ lý của Tiêu Thiếu Gia thì sao? Đủ rồi đấy. Nếu lần này các cậu gọi tôi đến chỉ để xem bạn gái mới của Từ Dương, thì lần sau đừng gọi tôi nữa. Này Tiêu Hàn, cậu đợi thêm chút nữa đi, cô ấy sắp đến rồi. Hơn nữa các cậu cũng quen biết nhau mà. Buông ra, tôi không muốn gặp đám chim yến oanh vàng anh của cậu đâu. Sao em, anh lại ở đây? Này, chia tay rồi vẫn là bạn mà. Nào, cùng uống một ly, ngồi đi. Người đẹp đến đây, thật là rực rỡ. An Ninh à, đây đều là bạn của tôi. Họ nghe nói tôi mời cô ăn cơm, ai cũng đòi đến gặp cô đấy. Chào người đẹp Lục. Tôi nghe nói người đẹp Lục còn là họa sĩ, sắp mở triển lãm tranh nữa. Đợi khi nào cô mở phòng tranh, chúng tôi nhất định sẽ đến ủng hộ, mua vài bức. Mấy bức tranh đó của tôi không bán, chỉ trưng bày cho mọi người xem thôi. Đến lúc đó nhất định sẽ gửi thiệp mời cho các cậu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nào. An Ninh kính mọi người một ly. Đừng uống nữa, đi theo tôi. Này Tiêu Hàn, An Ninh hôm nay là người phụ nữ của tôi. Cậu công khai cướp cô ấy đi, anh muốn làm tôi mất mặt à? Lục An Ninh, cô có đi với tôi không? Tôi đã đồng ý với cậu Lâm, sẽ dùng bữa với cậu ấy rồi. Tiêu Hàn, nghe thấy chưa? Đàn ông thì quan trọng nhất là phải rộng lượng. Cô gái người ta đã nói không muốn rồi, bây giờ cô ấy đang ăn cơm với tôi. Cậu là cái thá gì? Đừng tưởng tôi không biết ruột gan cậu chứa cái gì. Tiêu Hàn, cậu dám động tay với tôi, cậu không coi tôi là anh em nữa à? Này cậu Lâm, Tiêu Hàn, anh bị điên rồi, tôi đã không còn quan hệ gì với anh nữa rồi, vì vậy tôi ăn cơm với ai cũng không phải chuyện của anh. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Được, tôi cút.
Xin lỗi cậu Lâm, đều tại tôi nên Tiêu Hàn mới ra tay. Tôi thay mặt anh ấy, xin lỗi cậu, An Ninh, trừ khi cô cho tôi hôn một cái, tôi mới tha thứ cho Tiêu Hàn. Thế nào, nếu không thì với vết thương này trên mặt tôi, bố tôi sẽ không buông tha cho Tiêu Hàn đâu. Anh, hôn một cái đi. Không được. Cậu Lâm, tôi uống chai rượu này, coi như thay mặt anh ấy xin lỗi anh. An Ninh, hôm nay dù cô có uống bao nhiêu rượu cũng vô dụng. Trừ khi để tôi hôn cô một cái trước mặt mọi người, cô Lục, chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao, có mất miếng thịt nào đâu. Chính là cô Lục. Bây giờ, cô lại độc thân rồi, sợ gì chứ, có cần chúng tôi giúp cô không? Cậu Lâm, cô Lục đã sẵn sàng rồi, lại đây. Đợi đã. Các người muốn làm loạn đúng không? Được, tôi chơi với các người. Con đàn bà này bị điên rồi. Cô dám đập đầu tôi thật à? Cậu Lâm nghĩ sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không dùng phòng tranh của anh nữa. Tôi bị bệnh tâm thần, tôi không bình thường về tinh thần. Nếu ai trong số các người dám chọc tôi nữa, nếu không sợ bị đập đầu thì cứ tới. Dù sao mạng tôi cũng chẳng ra gì. Lục An Ninh, đi theo tôi. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Nói gì? Nói tôi lăng nhăng, quyến rũ bạn của anh sao? Chẳng phải vậy sao? Lâm Tử Dương ra tay hào phóng thế nào, đưa cả phòng tranh của anh ta cho em. Tôi lăng loàn như vậy, đừng để tôi làm bẩn người anh. Lục An Ninh, em nhất định phải chọc giận tôi mới chịu sao? Tiêu Hàn, không được. Em là của anh, em chỉ có thể là của anh. Đừng ép tôi hận anh. Lục An Ninh, em ghét anh đến vậy sao? Mở mắt ra nhìn anh. Phải, tôi hận anh. Anh chẳng khác gì đám đàn ông thối tha đó. Mấy ngày nay, anh không còn qua lại với Tiết Dao nữa. Em nói muốn nghỉ ngơi, anh cho em nghỉ ngơi. Em muốn tiền, anh cho em tiền. Em muốn tự do, anh cho em tự do. Nhưng tại sao em vẫn muốn hành hạ anh? Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, là anh cứ bám lấy tôi. Chúng ta chia tay trong êm đẹp đi. Vậy những gì em nói, 3 tháng sau sẽ quay lại bên anh, cũng là lừa dối anh, đúng không? Em luôn lừa dối anh. Anh chính là kẻ ngốc nhất trên đời này. Em trả lời anh đi, em trả lời anh đi. Đừng ép tôi nữa. Em trả lời anh tại sao? Anh muốn tôi nói gì với anh? Được rồi, tôi nói cho anh biết. Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tôi sống không quá 3 tháng nữa. Tôi sắp chết rồi, anh biết không? Sao có thể? Tôi không nói gì cả, tôi lừa anh đấy. Vậy, báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước là thật. Em đã lừa anh từ lần trước rồi. Tôi đã nói rồi, tôi say rồi, tôi nói bữa đấy. Lục An Ninh, em đừng hòng lừa anh. Em biết khả năng của anh, chỉ cần anh muốn điều tra, em không thể giấu được anh. À, ngài Tiêu, tôi là viện trưởng bệnh viện nhân dân. Lục An Ninh có phải là nhân viên của công ty ông không? Cút đi, ở đây không có ai tên Lục An Ninh cả. Vậy là thật rồi. Anh thậm chí còn không tin. Chuyện lớn như vậy, sao em lại giấu anh? Tiêu Tổng. Tiêu Tổng. Tại sao tôi phải nói với anh? Giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Hơn nữa, Tiêu Tổng không phải đã đưa tôi thẻ đen rồi sao? Dạo này tôi sống rất vui vẻ. Tôi chỉ muốn vui vẻ trải qua những ngày cuối đời. An Ninh, nghe anh này. Chúng ta đi bệnh viện, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất cho em. Trong nước không được thì chúng ta ra nước ngoài chữa, được không? Không đi, không đi, tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Tôi không muốn đến bệnh viện, hóa trị thành đầu trọc, cuối cùng còn chết ở bệnh viện. Tôi không cần anh ở bên cạnh, anh đi đi, đi khỏi đây. Anh đi đi, An Ninh, An Ninh. Chúng ta không đi bệnh viện, vậy anh được ở bên cạnh em nhé. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em khi em cần. Tiêu Tổng, tôi một mình cũng ổn. Ở khách sạn này, chỉ cần có tiền, tôi muốn làm gì cũng được. An Ninh, chúng ta quen nhau 3 năm, yêu nhau 3 năm. Anh biết em và gia đình không hòa thuận. Cho dù là vì tình nghĩa 3 năm của chúng ta, em cho anh một cơ hội, được không? Nhưng tôi sắp chết rồi, anh có bằng lòng ở bên em không? An Ninh, em không thể ích kỷ như vậy. 3 năm nay, em luôn ở bên cạnh anh, làm rất nhiều việc cho anh. Dù là công việc hay cuộc sống, em đều chăm sóc anh rất tốt. Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em. An Ninh, cho anh một cơ hội, để anh đưa em về nhà, anh sẽ chăm sóc em, được không? Sao lại là hắn ta? Đừng nghe. Hay là tôi nghe máy vậy? Không được thì tôi bật loa ngoài.
Lục An Ninh, cô dám động tay động chân với anh em bọn tôi. Tôi nói cho cô biết, trừ khi cô ngủ với tôi một đêm, nếu không, mấy thằng bọn tôi hợp lại có thể chơi chết cô. Cô tin hay không? Lâm Tử Dương, dù là cậu hay mấy đứa kia, dám động đến Lục An Ninh một cái nữa, tôi sẽ đánh gãy chân các cậu. Em xem, đồ của em anh không động đến cái nào. Em xem còn cần gì nữa không, mai chúng ta cùng đi mua. Tiêu Tổng, tôi chỉ đến ở nhờ anh hơn 2 tháng, không cần mua gì nữa đâu. An Ninh, sau này đừng gọi anh là Tiêu Tổng nữa, gọi anh là Tiêu Hàn, hoặc Tiểu Hàn cũng được. Tiểu Hàn. Thôi, tôi vẫn gọi anh là Tiêu Hàn vậy. Đến đây nào. Lục An Ninh, trong mắt em, anh là loại đàn ông vội vã muốn chết à? Anh chưa đến mức không kiềm chế được như vậy. Hôm nay có nhiều việc quá, ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh, Tiêu Hàn. Cảm ơn anh, lúc em cần người nhất, anh vẫn bằng lòng ở bên cạnh em. Cô Lục, cô dậy rồi. Tôi là dì Lưu, trước đây từng chăm sóc cậu chủ. Đây đều là cậu chủ hỏi bác sĩ rồi làm riêng cho cô đấy. Nếu không hợp khẩu vị thì nói với tôi nhé. Cảm ơn dì Lưu. Tiêu Hàn đâu rồi? Cậu chủ nói cậu ấy muốn tặng cô một món quà lớn, bảo cô đợi. Tặng tôi quà lớn. Tiêu Hàn, cậu bị điên rồi à? Lục An Ninh đã không còn là người phụ nữ của cậu từ lâu rồi. Ê, dừng lại. Ái chà, dừng lại. Sau này còn dám động đến Lục An Ninh nữa không? Không dám, không dám, không dám. Lục An Ninh là người của ai? Người của cậu. Lục An Ninh là phụ nữ của cậu, Tiêu Hàn. Lâm Tử Dương, tôi nể tình chúng ta quen biết từ nhỏ, lần này tha cho cậu. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu còn dám quấy rối Lục An Ninh một lần nữa, thì đừng trách tập đoàn Lâm này không khách sáo. Được rồi, được rồi. À đúng rồi. Làm sao cậu dụ được Lục An Ninh đi ăn với cậu thế? Còn có chuyện mà cậu ấm họ Tiêu này không biết nữa cơ đấy. Nói không, nói, tôi nói, tôi nói. Cô Lục, tôi xin lỗi. Sau này tôi không dám trêu chọc cô nữa. Tôi xin lỗi. Tiêu Hàn, sao anh đánh anh ta thành chư bát giới thế này? Vợ yêu đã hả giận chưa? Có cần anh đánh cậu ta thêm trận nữa không? Thôi được rồi, được rồi. Cảm ơn anh vì món quà này. Em rất thích. Chờ anh về nhà ăn cơm nhé. Alo, xin chào, tôi là Lục An Ninh. Phòng tranh Thanh Hoa lớn nhất cả nước ấy ạ. Vâng, sếp chúng tôi đã xem tranh của cô, rất thích, muốn mời cô tham gia triển lãm tranh thường niên của chúng tôi. Tôi đồng ý, tôi rất sẵn lòng. Tiêu Hàn, anh biết không, em được tham gia triển lãm tranh của phòng tranh Thanh Hoa rồi. Đó là sự kiện lớn của giới hội họa, là ước mơ từ nhỏ đến lớn của em. Không ngờ vận may lớn như vậy lại đến với em. Chúc mừng em Lục An Ninh. Chẳng lẽ lại là anh sắp xếp đấy chứ? Làm sao có thể, dù anh có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể mua chuộc được bậc thầy Lục Chi Nam. Cũng đúng, bậc thầy Lục không phải là người có thể mua chuộc bằng tiền. Được tham gia triển lãm tranh, em đã không còn gì hối tiếc trong đời này nữa rồi. Em có cảm hứng rồi, em muốn vẽ thêm một bức nữa, đi đi. Nhưng sau này tranh của em, anh muốn làm người xem đầu tiên. Vậy thì phải ủng hộ bản quyền đấy nhé, em sẽ thu phí đấy. Cô nàng ham tiền. Thầy Lục, cảm ơn thầy đã cho An Ninh tham gia triển lãm tranh của thầy. Phòng tranh mới của thầy, em muốn đầu tư 50 triệu tệ. Tiêu Hàn, tôi không thiếu tiền, tôi thấy tranh của cô gái này có linh hồn, có nét vẽ giống tôi hồi trẻ. Tháng sau là tiệc sinh nhật 50 tuổi của tôi. Cậu đưa cô ấy đến gặp tôi muốn gặp cô ấy. Đó thực sự là vinh hạnh của chúng tôi. Em có nhiều ưu điểm như vậy, sao giờ anh mới thấy? Ôi, công ty kìa. Thật hay giả vậy. Anh nói bậc thầy Lục Chi Nam muốn gặp em sao? Còn mời em tham gia tiệc sinh nhật 50 tuổi của ông ấy nữa. Anh không lừa em đấy chứ? Tất nhiên là thật rồi. Ông ấy nói tranh của em rất giống nét vẽ của ông ấy hồi trẻ. Không ngờ gần đây vận may của em lại tốt đến vậy. Em nên vẽ thêm vài bức để bậc thầy chỉ dạy thêm.
Ôi, em bảo anh ở nhà vẽ cũng được mà, cứ nhất định bắt em đến công ty với anh, ở công ty cũng có thể vẽ mà. Anh làm việc, em vẽ tranh, anh còn có thể nhìn em bất cứ lúc nào. Được rồi, em vào trước đi, anh đi học đây. Lục An Ninh, đồ không biết xấu hổ. Chẳng phải cô đã nói không còn quan hệ gì với Tiêu Hàn nữa rồi sao? Sao còn dám đến công ty với anh ấy? Tại sao tôi không thể đến? Bây giờ tôi vẫn là trợ lý của Tiêu Tổng. Nếu không cô cứ đến hỏi phòng nhân sự xem đơn xin nghỉ việc của tôi đã được duyệt chưa? Anh Tiêu Hàn, anh xem cô ta sao lại không biết xấu hổ như vậy. Đơn xin nghỉ việc của An Ninh, tôi thực sự chưa duyệt. Còn cô, chẳng phải tôi đã bảo cô rời khỏi Tiêu Thị rồi sao? Anh Tiêu Hàn, em cũng chưa xin nghỉ việc mà. Đồ bắt chước. Không ngờ Tiết Tiểu Thư cũng thua dưới tay trợ lý Lục. Tôi vẫn thích làm việc với trợ lý Lục hơn. Tiết Tiểu Thư quá kiêu ngạo, cô không biết sao. Tiêu Tổng đã hủy hôn ước với nhà họ Tiết rồi. Tất cả là tại cô, đồ không biết xấu hổ, lấy 5 triệu tệ của tôi rồi còn nuốt lời, dám đến đây nữa sao, đồ chó má, cô làm gì vậy? Cô bị điên rồi sao? Tiết sao, 5 triệu tệ của cô, tôi đã quyên góp cho trại trẻ mồ côi dưới danh nghĩa của cô rồi, nên tôi không lấy tiền của cô. Hơn nữa là anh Tiêu Hàn cầu xin tôi quay lại đấy, cô biết tôi có vấn đề về tinh thần mà. Tốt nhất là cô đừng chọc tôi, cô. Bảo vệ, mau đuổi con khùng này ra ngoài cho tôi. Người điên ở đâu? Cô Tiết, người điên ở đâu vậy? Mau đuổi cô ta ra ngoài. Tiết sao, cô quá đáng rồi đấy. Đây là Tiêu Thị, không phải nhà họ Tiết nhà cô. Cút đi. Em vào trong vẽ tranh đi, ở đây để anh xử lý. Tiết sao, cô cũng không còn trẻ trung gì mà suốt ngày cứ anh. Người không biết còn tưởng cô đẻ trứng ra anh ấy đấy, cô. Anh Hàn, anh cứ nhìn cô ta bắt nạt em như vậy sao? Mọi người đều bắt nạt em đợi anh bao nhiêu năm chỉ vì một người phụ nữ như thế này sao? Anh để cô ta cưỡi lên đầu lên cổ em sao? Hôm nay nể mặt chú Tiết nên tôi không so đo với cô. Mời Tiết Tiểu Thư tự mình làm thủ tục thôi việc. Từ nay về sau, cô không còn là người của Tiêu Thị nữa. Và đừng bao giờ bắt nạt Lục An Ninh nữa. Cô ấy là người của tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tiêu Hàn. Hoa, Tiêu Tổng men quá. Không ngờ tiểu thuyết lại thành hiện thực. Tổng tài lạnh lùng vừa sờ nữ trợ lý đánh đá. Cặp này tôi ship mạnh, ship mạnh, ship mạnh. Ánh mắt Tiêu Tổng nhìn trợ lý Lục như muốn kéo thành sợi. Lục An Ninh, nếu không phải vì cô, tôi đã không trở thành trò cười như vậy. Tôi sẽ không tha cho cô đâu, cứ chờ đấy. Lát nữa thật sự không cho anh đi mua lễ phục với em sao? Lễ phục dạ tiệc của bậc thầy Lục, em phải cẩn thận lựa chọn. Anh mau đi làm việc đi, em vẽ xong sẽ tự mình qua. Có việc gì thì gọi cho anh, nhớ mua cái đắt nhất đấy. Chuyện của phòng tranh Thanh Hoa, tuy anh ấy không nói nhưng chắc chắn là anh ấy đã giúp. Lát nữa cũng mua cho anh ấy một món quà vậy. Chị Tiết Giao à, em đã nói với chị rồi, những kẻ hãm tiền như cô ta thì nên đuổi khỏi Tiêu Thị sớm đi. Loại người này như con đỉa, chỉ biết hút máu người khác. Chị xem, hôn ước của chị với cậu cả Tiêu bây giờ không phải là vì cô ta mà tạm dừng sao? Tâm Tâm nói đúng. Cô ta á, ai mà không biết chỉ là một món đồ chơi chứ, chỉ là một con bé nhà quê, vậy mà cũng muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng. Mấy người đừng nói như vậy, để cô ta nghe thấy lại phát điên lên đấy. Anh Hàn bây giờ vì cô ta mà ngay cả anh em cũng không cần nữa. Tâm Tâm, mặt anh trai cậu bây giờ có phải vẫn còn sưng không? Còn không phải là tại một người phụ nữ nào đó muốn bám víu vào nhà họ Lâm chúng tôi sao? Mặt anh trai tôi suýt chút nữa bị hủy dung cũng là vì cô ta. Nhà họ Lâm chúng tôi nhớ món nợ này. Chị Tiết Giao, nếu chị không dạy dỗ cô ta, tôi sẽ thay chị. Cô còn muốn đi sao? Mau cút lại đây quỳ xuống xin lỗi Tâm Tâm và Giao Giao ngay. Tôi dựa vào cái gì mà phải xin lỗi hai người bọn họ chứ? Chỉ vì các người là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Này, cô kia. Lại đây rót cho tôi cốc nước nóng. Lại đây bóp chân cho tôi. Cô Lục, cô đang làm cái gì thế? Nếu hủy hoại hợp tác của tập đoàn Tiêu Thị với mấy tập đoàn khác cô gánh vác nổi sao? Còn không mau hầu hạ hai vị tiểu thư cho tốt vào. Tôi cũng không cần cô quỳ xuống xin lỗi. Tụi tôi ba người vừa đi mua sắm mệt quá. Nào, tay nghề cô tốt thế, lại đây massage chân cho ba người chúng tôi đi. Lâm tiểu thư, nếu muốn massage thì đi tìm nhân viên massage đi. Tôi đâu phải nô lệ của các người. Đứng lại đó. Cô chỉ là tình nhân được Tiêu Hàn bao nuôi thôi, còn dám dương mắt nhìn chúng tôi à? Cái túi nào ở đây cũng đắt hơn cái mạng chó của cô. Cô còn dám trừng mắt nhìn tôi, tin hay không tôi xé nát mặt cô ra, buông ra. Không phải mấy người muốn tôi mát xa sao? Được rồi, tôi đây có thể co duỗi được. Bây giờ sẽ đi chuẩn bị, đảm bảo hầu hạ ba vị tiểu thư được thoải mái dễ chịu. Nhìn xem.
Ôi chao, chúng ta làm thế này có ổn không nhỉ? Nếu anh Tiêu Hàn biết được, anh ấy sẽ không vui đâu. Chị Giao Giao, từ bao giờ mà chị nhát gan thế? Theo tôi thấy, người gan lớn là cô ta mới đúng. Đây là đâu mà cô ta dám chạy đến đây? Loại người như cô ta cho dù có đầu thai 10.000 lần cũng không thay đổi được thân phận hèn hạ. Hân Hân nói đúng đấy, chờ đến lúc Tiêu Hàn không cần cô ta nữa, cô ta chết chắc. Hơn nữa chúng ta cũng đâu có bắt cô ta làm gì đâu, là cô ta tự nguyện hầu hạ chúng ta. Đúng vậy, đồ hèn hạ thì mãi mãi là đồ hèn hạ, cô ta chỉ xứng đáng quỳ xuống đất cầu xin chúng ta bố thí tiền. Hai người giỏi thật đấy. Chờ chút, để tôi quay video đăng lên WeChat. Loại người như cô ta mà muốn chen chân vào giới của chúng ta, mơ đi. Guga, chị Giao Giao, chiêu này cao tay đấy. Yên tâm đi, có chúng tôi ở đây nhất định sẽ đuổi cô ta đi. Đến lúc đó vị trí phu nhân nhà họ Tiêu vẫn là của chị thôi. Ba vị tiểu thư, trước khi massage, chúng ta ngâm chân nước nóng thư giãn một chút nhé. Lục An Ninh, cô cũng biết điều đấy chứ. Vậy thì làm cho tôi trước đi. Ê, cô bị điên à? Thế nào hả? Đây chính là nước ngâm chân tôi đặc biệt pha chế cho các người đấy, thích không? Còn cần tôi tiếp tục hầu hạ massage cho các người nữa không? Lục An Ninh, cô bị điên rồi phải không? Các người không biết sao, tôi bị bệnh tâm thần, tôi thích phát điên ấy. Cho dù cô có giả vờ bị tâm thần cũng vô ích thôi. Hôm nay cô đã đắc tội với Dai Dai và Hân Hân rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, dù Tiêu Hàn có cưng chiều cô đến đâu, anh ta cũng không bảo vệ được cô đâu. Cô chết chắc rồi, cô chết chắc rồi. Câu cửa miệng của đám nhà giàu các người chỉ là cô chết chắc rồi với, tôi sẽ không tha cho cô. Chẳng có gì mới mẻ cả, nhưng mà tôi thật sự sẽ không tha cho cô đâu. Tiếp sao? Cô bảo là muốn quay video tôi rồi đăng lên mô mừng sờ sờ đúng không? Tôi thấy ý kiến đó hay đấy. Các người coi tôi như tiện dân, như người hầu, tự cho mình có thể nắm trong tay tôi. Nhưng các người không biết, một tiện dân như tôi có thể làm gì vì lòng tự trọng của mình. Này cô, tôi nói cho cô biết, trên thế giới này, người không sợ mất mát bất cứ thứ gì mới là đáng sợ nhất. Ví dụ như tôi bây giờ. Lục An Ninh, cô đừng quay nữa. Ôi chao, Lâm tiểu thư. Người được gọi là công chúa dịu dàng, nhưng đời tư lại phóng khoáng lắm. Giống hệt anh trai cô, một tên công tử trăng hoa, cô muốn dựa vào Tiết Giao để gả vào nhà giàu hơn, nhưng không biết các phu nhân kia thấy cô phóng túng thế này, họ có còn muốn nhận cô làm con dâu nữa không? Cô nói bậy bạ gì vậy? Này cô, cẩn thận lời nói của cô đấy. Hoàng Dai Dai, cả ngày ra ngoài tự xưng là tiểu thư nhà họ Hoàng, còn tự cho mình là cao quý hơn người, thật sự tưởng người ta không biết nhà cô đã phá sản sao? Quần áo, đồ dùng trên người cô đều là đồ thuê đấy, còn giả vờ làm tiểu thư con nhà giàu, tôi thấy là tiểu thư nợ nần thì đúng hơn. Các người đừng nghe cô ta nói, cô ta chỉ là một trợ lý quần, toàn nói bậy bạ. Cô quên tôi là trợ lý của ai rồi à? Tiêu Hàn, người giàu nhất Hải Thành đấy. Chuyện bát quái của giới thượng lưu các người, tôi biết tốt đấy. Đứng lại. Tiết Giao, cô thật sự tưởng tôi không biết những chuyện này đều do cô giở trò sao? Cô nói xem, bao nhiêu năm nay cô làm chó săn trước mặt Tiêu Hàn, còn chế giễu tôi là tình nhân của anh ấy. Thật đáng tiếc, cho dù cô có cởi sạch quần áo nằm trên giường anh ấy cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Lục An Ninh, tôi sẽ giết cô. Cô cứ giết đi. Tôi đã cảnh cáo cô đừng chọc giận tôi rồi mà, không thì tôi sẽ đăng video này lên mô mừng sờ sờ đấy. Lúc đó, tôi sẽ gửi cho các phóng viên một bản nữa, cho bọn họ thấy bộ mặt thật của ba tiểu thư danh giá Hải Thành này. Cô dám sao? Lục An Ninh, tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên xóa video này đi. Nếu không, mấy nhà chúng tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Dù Tiêu Hàn có cưng chiều cô đến đâu, anh ta cũng không thể bảo vệ cô được đâu. Trong vòng 3 tháng, chỉ cần cô không xuất hiện bên cạnh tôi và chọc giận tôi sẽ không đăng video này. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. Tiết Giao, cô ta nói vậy là ý gì? Tại sao cô ta lại nói 3 tháng nữa các người sẽ không gặp lại? Tiết Giao, chẳng lẽ cô ta định bỏ trốn với Tiêu Hàn? Lục An Ninh, cô ta đừng hòng. Còn tôi ở đây, cô ta đừng hòng đến được với Tiêu Hàn. Dì Lưu, Tiêu Hàn đâu rồi? Cậu chủ đang ở trong bếp, chuẩn bị bất ngờ cho cô Lục đấy. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cậu chủ vào bếp. Thật sao, anh ấy nấu ăn? Đúng vậy, thế anh ấy không cho nổ tung cái bếp đấy chứ? Cô đi xem thử đi. Anh thật sự đang nấu ăn à? Trước đây, toàn là em chuẩn bị bữa khuya cho anh. Hôm nay để anh trổ tài cho em xem. Anh biết nấu sao, Tiêu Tổng? Trước đây lúc du học, anh có làm, á đơn giản. Đàn ông biết nấu ăn quả thật là đẹp trai nhất. Phải làm sao đây, hình như mình càng ngày càng thích anh ấy rồi. Lại đây. Sao vậy, cần em giúp gì không? Định xoa đầu em, nhưng anh chưa rửa tay. Anh cũng biết cách dỗ dành đấy chứ. Lần đầu vào bếp, cắt cũng tạm tạm đấy chứ. Vậy em ăn nhiều vào nhé.
Ăn no quá. Nào. Tiêu tổng, hôm nay sao anh bỗng dưng biết cách tán tỉnh thế? Anh đặc biệt nghiên cứu trên Internet 100 điều nhỏ nhặt để làm với một cô gái. Em thích không? Thích chứ, dĩ nhiên là em thích. Nhưng mà anh Tiêu vẫn phải tiếp tục cố gắng đấy. Em nghe điện thoại đã. Alo, xin chào. Chào cô Lục. Tôi thấy hai bức tranh của cô ở phòng tranh Thanh Hoa, Giấc mơ đêm đầy sao và Anh ấy. Tôi muốn mua chúng, tôi trả 10 triệu. 10 triệu? Vâng, mỗi bức 10 triệu. Không được. Cô Lục thấy ít quá sao, tôi có thể thêm 5 triệu nữa. À không phải. Ngài à, ngài có thể mua bức Giấc mơ đêm đầy sao, nhưng bức Anh ấy tôi muốn tặng người khác. Tặng anh sao? Xin lỗi, tranh của bạn gái tôi không bán. Không phải. Tôi bán. Nhưng tôi chỉ bán bức Giấc mơ đêm đầy sao thôi, 15 triệu tôi mới bán. Cảm ơn cô Lục. An Ninh, anh muốn cất giữ tất cả tranh của em, chúng là vô giá. Ôi chao, em bán tranh để lấy tiền là có lý do cả. Em còn nhiều việc phải làm. Nhưng em hứa với anh, em chỉ bán bức đó thôi, những bức còn lại em sẽ giữ cho anh làm kỷ niệm. Anh nhìn thấy chúng sẽ nhớ đến em. Không được nói những lời buồn bã. Mấy hôm nay sắc mặt em đã tốt hơn nhiều rồi. Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không được. Em không muốn đến bệnh viện. Nếu anh còn ép em sẽ đi ngay bây giờ, rời khỏi nhà anh. Được rồi. Anh không ép em nữa. Sáng mai em đi ra ngoài với anh tặng em một món quà. Lại tặng quà cho em nữa. Gần đây anh đã tặng em rất nhiều quà rồi. Quà thì sao mà chê nhiều được. Tin anh đi, em nhất định sẽ thích. Thôi, đi ngủ đi. Anh đã bảo người ta chuẩn bị cho em một phòng vẽ, em nhất định sẽ thích. Tiêu tổng, cô Lục, bên ngoài khu nhà có rất nhiều phóng viên, đều đang chờ phỏng vấn cô, nữ họa sĩ thiên tài, nói cô đó, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Cái gì? Cô Lục, cô có thể xem trending, bức tranh của cô hôm qua được bán với giá 15 triệu. Việc cô liên tục quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi và bệnh viện cũng bị cư dân mạng khui ra, không chỉ vậy còn gì nữa? Ảnh cô làm trợ lý cho Tiêu tổng và tham gia cuộc họp cùng anh ấy, cũng bị cư dân mạng khui ra, hai người thậm chí còn có fan câu cổ rồi đấy. Thật sao? Ảnh thẻ căn cước của tôi cũng bị người ta khui ra rồi. Tiêu tổng, cô Lục, hai người định nhận phỏng vấn ở đâu? An Ninh, anh thấy đây là chuyện tốt. Tiêu Hàn, đây chính là món quà anh dày công chuẩn bị cho em sao? Thật là một bất ngờ lớn. Anh vẫn bá đạo như vậy, không được sự cho phép của em mà đã làm lớn chuyện như vậy. Không phải vậy, An Ninh, em nghe anh nói. Đây không phải là món quà anh chuẩn bị cho em. Em không muốn nhận phỏng vấn, càng không muốn trở thành người của công chúng. Nếu chuyện bố mình từng ngồi tù bị khui ra, không chỉ mình chết không yên ổn mà còn liên lụy đến Tiêu Hàn. An Ninh, trước đây là anh không tốt, không xử lý tốt mối quan hệ của chúng ta. Nhưng bây giờ có nhiều người thích chúng ta như vậy, anh muốn giới thiệu với mọi người em là bạn gái của anh, để mọi người biết em tốt như thế nào. Nhân cơ hội này chúng ta công khai nhé. Em đã nói rồi. Em không muốn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Lục An Ninh, rốt cuộc em còn giấu anh chuyện gì nữa? Có phải anh nhất định muốn em đi phỏng vấn với anh để thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, diễn vai người đàn ông si tình tốt bụng sao? Lục An Ninh, rốt cuộc em có trái tim không? Bao nhiêu ngày nay anh đối xử tốt với em đều là diễn xuất sao? Tình cảm của anh với em rốt cuộc là gì? Khoảng thời gian này anh đối xử tốt với em đều ghi nhớ trong lòng. Bây giờ em cũng nên tỉnh táo lại rồi. Mấy ngày nay anh đối xử tốt với em chẳng qua là đang thương hại. Em chỉ là một bệnh nhân ung thư chỉ sống được 2 tháng thôi. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Cho dù chết em cũng không cần sự thương hại của bất kỳ ai. Lục An Ninh. Lục An Ninh chỉ có thể sống được 2 tháng. Ngày nào cô ấy cũng như điên như dại, nhảy nhót tưng bừng, nhìn thế nào cũng không giống bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Làm sao có thể? Lục An Ninh, em đừng có trẻ con như vậy được không? Không muốn phỏng vấn thì thôi, nhưng hôm nay em nhất định phải đi bệnh viện với tôi. Phiên trục của em anh đã đưa chuyên gia xem rồi, tuổi thọ vẫn còn kéo dài được, nhưng em phải đến bệnh viện. Bất kể em có hận anh đến đâu thì hôm nay em nhất định phải nghe lời anh. Anh không hiểu tiếng người à? Tôi đã nói là tôi không đi rồi. Lục An Ninh, buông ra. Anh Tiêu Hàn. Lục An Ninh, sao cô lại ác độc như vậy? Anh Tiêu Hàn, anh lại ra tay đánh người ta kìa. Anh Tiêu Hàn, anh nhìn cô ta xem, mặt mũi hồng hào, sống tốt như vậy, nhìn thế nào cũng không giống bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Rõ ràng là cô ta đang lừa anh. Vừa nãy chính miệng cô ta còn nói không dám đi kiểm tra cơ mà. Cô ta chỉ giả vờ thôi. Cô mới là người giả bệnh đấy. Cô bị bệnh tâm thần đấy. Thôi nào. Thôi nào, thôi nào. Bây giờ em không được tức giận. Tiêu Hàn,
Anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? Cô ta rõ ràng đang lừa dối anh đấy. Cô ta chỉ muốn bám lấy anh nên mới làm giả bệnh án thôi. Im miệng Tiết Dao. Tôi đã nói rồi, tôi có thể cưới ai chứ nhất định không cưới cô. Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dì Lưu, tiễn khách. Tiết tiểu thư, mời cô. Lục An Ninh, cô cứ đợi đấy. Tôi sẽ sớm vạch trần chuyện cô giả vờ bị ung thư cho mà xem. Alo, có phải cậu là Lục Hiểu Phong, em trai của nữ họa sĩ xinh đẹp nhất Lục An Ninh không? Nghe nói chị gái cậu bị ung thư giai đoạn cuối, thật đáng tiếc. Lục An Ninh, ung thư của cô là thật hay giả, để người nhà cô vạch trần là hay nhất. Tôi sẽ ngồi chờ xem kịch hay đây. Alo, Hiểu Phong à? Cái gì, mẹ bị tai nạn xe hơi á? Tôi đến ngay đây. An Ninh xảy ra chuyện gì vậy, để anh đi cùng em. Không cần đâu, em tự giải quyết được. Hiểu Phong, Hiểu Phong, mẹ thế nào rồi? Sao mẹ lại bị tai nạn xe được? Có nhìn thấy người gây tai nạn không? Đã báo cảnh sát chưa? Xử lý trách nhiệm thế nào? Người gây tai nạn bỏ chạy rồi, nơi xảy ra tai nạn lại không có camera giám sát, là một người qua đường phát hiện ra. Giờ phải làm sao đây chị? Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì chúng ta không còn mẹ nữa đâu. Chị, số tiền đó vẫn chưa đưa đâu. Chuyện tiền, lát nữa tôi đi đưa. Cứ chờ bác sĩ ra xem tình hình của mẹ thế nào đã. Bác sĩ, mẹ tôi bây giờ thế nào rồi ạ? Không khả quan lắm. Nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương, tôi chỉ có thể tạm thời duy trì cho bà ấy. Nếu muốn sống sót thì nhất định phải phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Không biết các người có lo được tiền không? Bác sĩ, nhất định bác sĩ phải cố gắng hết sức cứu mẹ tôi. Bất kể bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ tìm cách xoay sở. 5 triệu tệ, các người có xoay sở được không? 5 triệu tệ á? Chị ơi, 5 triệu tệ thì có bán máu của em cũng không đủ. Chẳng phải chị là Lục An Ninh, nữ họa sĩ xinh đẹp đang hot trên mạng sao? Một bức tranh của chị bán được tận 15 triệu tệ đấy. 5 triệu tệ với chị chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không? Thật sao chị? Chị chỉ cần bán một bức tranh là được rồi. Được, tôi đi gom tiền đây. Còn giả vờ gì nữa, dậy đi. Sao chỉ có mình con thế? Nó đi đóng tiền rồi. Đi đóng tiền rồi á? Mẹ, sao mẹ lại nói với tên bác sĩ giả đó như vậy? Sao chỉ đòi có 5 triệu tệ, còn phải chia cho tên bác sĩ giả đó 50 vạn nữa? Hơn 4 triệu tệ đó làm sao đủ mua biệt thự? Vội cái gì? Chẳng phải nó bị ung thư giai đoạn cuối sao? Đợi nó chết rồi, tất cả mọi thứ của nó đều là của hai mẹ con mình. Đến lúc đó con muốn gì chẳng được. Mẹ, con vẫn thấy đòi ít quá. Nó còn quyên góp hai lần cho người ngoài tận 20 triệu tệ đấy. Con danh chết tiệt, cho người ngoài thì được, không cho người nhà, đồ vô ơn bạc nghĩa. Thôi nào, đừng tức giận nữa. An Ninh, mẹ thế nào rồi? Mẹ tôi vẫn đang được cấp cứu, phải làm sao bây giờ? Bác sĩ nói bà ấy cần 5 triệu tệ tiền phẫu thuật. 5 triệu tệ. Còn chưa chữa bệnh mà đã đòi 5 triệu tệ tiền phẫu thuật rồi. Chưa từng nghe nói đến trình tự nào như vậy cả. Anh quen giám đốc bệnh viện này, để tôi gọi điện hỏi tình hình cụ thể của bác gái. Em cứ đi cùng bác gái, bác sĩ và viện phí để anh lo. Cảm ơn anh, em lúc nào cũng làm phiền anh. Anh không thích em khách sáo với anh. Đi đi. Chờ, còn phải đợi 2 tháng nữa. Con nhỏ chết tiệt đó không phải đã ung thư giai đoạn cuối rồi sao? Sao không chết sớm đi? Nó chết rồi thì tiền của nó, tranh của nó đều là của ta. Hiểu Phong, con nhịn thêm chút nữa. Thêm 2 tháng nữa là nó chết rồi. 2 tháng này con cứ dỗ vui nó đi. Bảo nó vẽ thêm tranh cho hai mẹ con mình. Không ngờ tranh của con nhỏ chết tiệt này lại đáng giá thế. Biết đáng giá thế này thì đã phải bảo nó vẽ sớm hơn, bán sớm hơn rồi. Thế thì ta đã sớm làm bà hoàng rồi. Nhà mình đã sớm được ở biệt thự rồi. Chị, thôi, đừng giả vờ nữa. Không ngờ bà lại vì tiền mà giả vờ bị xe tông, còn nói tôi xui xẻo. Bà không sợ ra đường thật sự bị xe tông à? Con nhỏ chết tiệt, cô dám nguyền rủa tôi à? Tôi đánh chết cô bây giờ. Thôi được rồi, nếu bà không sao thì tôi đi đây. Đứng lại. Cô thật sự ung thư giai đoạn cuối, thật sự sắp chết rồi sao? Nói đi chứ. Dù sao cũng không liên quan đến bà, thật hay giả thì sao chứ? Sao lại không liên quan? Cô là con gái ruột của tôi. Cô muốn chết cũng được, nhưng tiền và tranh đứng tên cô không được phép quyên góp, đều phải lấy lại cho tôi, đó đều là của nhà mình. Chị thật là hào phóng, có tiền cho người ngoài mà không cho người nhà mình. Tiền, trong mắt các người chỉ có tiền thôi sao? Tôi sắp chết rồi mà các người chỉ thấy tiền thôi. Tôi nói cho các người biết, sau khi tôi chết, tất cả sẽ được quyên góp. Chắc chắn sẽ không trở lại một xu nào cho các người, được.
Tất cả đều là do cô ép tôi, Hiểu Phong. Bắt chị con về nhà, nhốt lại. Được. Làm gì vậy, buông tôi ra. Từng giọt máu trên người cô đều là của nhà họ Lục. Cho đến chết cũng vậy. Mẹ, dù sao con cũng sắp chết rồi, con muốn hỏi mẹ một câu. Con có phải là con gái ruột của mẹ không? Cô chui ra từ bụng tôi đấy. Tôi suýt chết vì sinh cô đấy. Cô phải trả lại mạng sống này cho tôi. Được rồi, con biết rồi. Chị, nói cho tôi biết tranh của chị ở đâu. Tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết, Lục Hiểu Phong. Có giỏi thì cậu giết tôi đi. Tôi chết rồi cậu cũng phải chôn theo. Con nhỏ chết tiệt, cô dám nguyền rủa con trai tôi. Cô không phải sắp chết rồi sao? Cô không phải sắp chết rồi sao? Chết đi, chết đi, chết đi. Tiêu Hàn, cuối cùng anh cũng đến rồi. An Ninh. Các người tốt nhất nên cầu nguyện cho An Ninh không sao. Nếu không tôi sẽ không tha cho các người đâu. Cô, mẹ, bác sĩ. Mẹ. Mẹ. Lục An Ninh thật sự bị ung thư rồi. Tiêu Tổng nói sẽ không tha cho chúng ta. Không sao. Gọi điện cho người đó đi. Cô ta sẽ giúp chúng ta. Mẹ, mẹ ngồi trước đi. Alo. Lục An Ninh thật sự bị ung thư rồi, không còn sống được bao lâu nữa, tuyệt quá. Các người lập công lớn rồi, đợi cô ta chết, tôi sẽ cho các người 5 triệu. Nói sao? Mẹ, con vẫn thấy 5 triệu là quá ít. Chúng ta cứ tìm tranh của con nhỏ chết tiệt đó trước đã. Con không tin Tiêu Hàn có thể canh chừng nó mãi được. Tung tích của bức tranh, con nhất định sẽ hỏi ra được. Con nhỏ xui xẻo. Nó chết ta cũng sẽ không lo ma chay cho nó. Thế nào rồi? Bạn gái tôi, cô ấy có phải lên cơn đau không? Viện trưởng, ông phải khám kỹ cho cô ấy đấy. Anh Tiêu cứ yên tâm. Cô Lục đã làm rất nhiều việc tốt cho chúng tôi. Người tốt ắt sẽ được báo đáp. Chúng tôi nhất định sẽ kiểm tra lại cô Lục từ đầu đến chân một cách cẩn thận. Anh cứ yên tâm. À đúng rồi, chúng ta ra ngoài trước đi, để y tá thay quần áo cho cô Lục. Để tôi giúp. Anh cũng ra ngoài đi, để cô ấy giúp em thay là được. Đừng sợ, anh đợi em ở cửa. Con nhỏ chết tiệt đó không phải đã ung thư giai đoạn cuối rồi sao? Sao không chết sớm đi? Cô ta chết rồi thì tiền của cô ta, tranh của cô ta đều là của ta. Không phải cô sắp chết rồi sao? Không phải cô sắp chết rồi sao? Chết đi, cô chết đi. Mình chỉ là một kẻ phiền phức. Một kẻ đáng ghét không ai yêu. Cô cũng ra ngoài đi. Tôi tự thay được rồi. Được rồi. Xin lỗi anh Tiêu Hàn. Em không muốn làm liên lụy anh nữa. Không xong rồi, cô Lục bỏ trốn rồi. Cô nói gì? Những ngày cuối cùng, chết ở biển cũng không tệ. Hướng mặt ra biển. Xuân về hoa nở. An Ninh, đừng đi. Tiêu Hàn, sao anh lại đến đây? An Ninh, anh chưa từng nói với em là anh thích em sao? Em có thể đừng đi được không? Coi như là vì anh. Mấy ngày nay vì em mà anh sắp phát điên rồi. Tiêu Hàn, em đừng đi. Không ngờ anh ấy lại đuổi theo. Hóa ra trên thế giới này vẫn có người quan tâm đến mình. Tiêu Hàn, em quyết định không đi nữa. Thật sao? Anh đi khám với em nhé. Được. Anh đã tập hợp các bác sĩ giỏi nhất trong nước đang đợi chúng ta ở bệnh viện. Nếu trong nước không được, chúng ta sẽ ra nước ngoài chữa trị. Anh sẽ không để em chết đâu. Em nghe theo anh hết. An Ninh, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em. Anh run cái gì? Em đã biết kết quả xấu nhất rồi. Viện trưởng, bạn gái tôi, cô ấy thế nào rồi? Chúc mừng cô Lục, chúc mừng anh Tiêu. Sức khỏe của cô Lục không có vấn đề gì cả. Sao có thể như vậy được? An Ninh, em nghe thấy chưa? Em không bị bệnh. Em không bị bệnh. Em không bị bệnh. Em không bị bệnh. Tuyệt quá. Anh nghe thấy chưa? Em không bị bệnh. An Ninh, chúc mừng em. Sau này em muốn làm gì thì làm. Sống thật tốt. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước. Chạm dai. Bạn gái tôi khám sức khỏe ở đây phải không? Sao lại có thể xảy ra sai sót lớn như vậy? Cô Lục, xin lỗi cô. Do thiết bị bệnh viện chúng tôi đã cũ, gây ra rắc rối lớn như vậy cho cô. Thật sự xin lỗi cô. Cũng nhờ vào sự quyên góp của cô, chúng tôi mới cập nhật thiết bị và phát hiện ra vấn đề. Cô cần bồi thường gì?
Chúng tôi đều có thể làm được. Thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi. Máy móc của các anh đã được cập nhật rồi. Sau này chú ý hơn là được. Khoảng thời gian này vì chuyện này, tôi cũng đã học được rất nhiều. Nếu vậy thì tôi không làm phiền nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng em không bị bệnh. Đại cát đại lợi. Bị tôi bắt được rồi. Anh Tiêu Hàn, em nói đúng rồi chứ. Người phụ nữ này, cô ta căn bản không hề bị bệnh. Thật sự chưa từng gặp loại phụ nữ nào như thế này. Ngay cả mẹ ruột của mình cũng lừa gạt. Cô quen biết mẹ tôi sao? Sao tôi có thể quen biết loại người hạ đẳng như nhà cô chứ? Chắc chắn là cô đã thông đồng với bác sĩ để lừa anh Tiêu Hàn. Rõ ràng là cô không sao cả. Vậy thì mượn lời chúc tốt đẹp của cô, tôi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Anh Tiêu Hàn, anh nghe thấy rồi chứ? Cô ta đã tự mình thừa nhận là mình nói dối rồi. Câm miệng. Anh Tiêu Hàn, anh chỉ biết bảo em câm miệng. Khoảng thời gian này cô ta cứ như phát điên, xúc phạm không ít người, đều là anh giúp cô ta giải quyết hậu quả. Bác gái đều đã biết rồi. Cô nói với mẹ tôi sao? Cô không biết sao? Mẹ tôi đang dưỡng bệnh ở nước ngoài. Anh Tiêu Hàn, sao anh có thể oan ức cho em như vậy? Bác gái biết chuyện đều là vì Lâm Hân. Mẹ của Lâm Hân và bác gái là bạn thân. Bác gái cũng biết anh vì người phụ nữ này mà đánh Lâm thiếu gia. Bác gái rất tức giận. Anh nên suy nghĩ kỹ xem sau khi bác gái trở về, anh sẽ giải thích với bà như thế nào. Nói cho cùng, mình và Tiêu Hàn rốt cuộc cũng không phải người cùng một thế giới. Liệu chúng ta có thể có tương lai? Tôi sẽ cho mẹ tôi biết người trong lòng tôi là ai, cho nên cô đừng nên làm những chuyện thừa thãi này nữa. Nữ họa sĩ xinh đẹp nhất chen chân vào chuyện tình cảm của người khác. Nữ họa sĩ xinh đẹp nhất bất hiếu với cha mẹ. Tin nóng nào gây sốc hơn? Tôi muốn cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của Lục An Ninh. Mệt chết tôi rồi. Bảo bối hôm nay thật tuyệt vời, chúc mừng em được tái sinh. Tối nay muốn ăn gì, anh tự tay làm cho em. Chúng ta cùng ăn tối dưới ánh nến nhé. Vậy thì làm phiền anh Tiêu rồi. Em đi tắm trước nhé. Lục tiểu thư, Tiêu tổng ở đâu vậy? Sao tôi liên lạc với anh ấy không được vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Trên mạng đều nói cô là tiểu tam. Chen chân vào giữa Tiêu tổng và Tiết tiểu thư, còn nói cô sau khi nổi tiếng không những không hiếu thuận với mẹ, mà còn lén lút đánh đập em trai, có khuynh hướng bạo lực. Sao bọn họ lại biết những chuyện này chứ? Người này là ai vậy? Dám đào góc tường của Tiết đại tiểu thư. Trời ơi, đây chẳng phải là nữ họa sĩ xinh đẹp nhất Lục An Ninh từng lên top tìm kiếm mấy hôm trước sao? Cô ta từng làm trợ lý bên cạnh đại gia Tiêu đấy, trợ lý thân cận, kiểu mà còn hầu hạ trên giường ấy. Tiết đại tiểu thư sao có thể là đối thủ của loại phụ nữ này chứ? Chính xác, loại phụ nữ như thế này không biết bằng cách nào mà có tiền quyên góp tận 20 triệu tệ, chắc chắn là bỏ tiền ra mua rồi, để PR bản thân thôi. Chẳng lẽ muốn làm người nổi tiếng trên mạng sao? Cô ta bất hiếu, còn có xu hướng bạo lực, người như vậy sao có tư cách ở bên cạnh Tiêu tổng chứ? Tiêu tổng chắc chắn không biết rõ lai lịch của cô ta. Vạch trần cô ta, đi, đi đập phá nhà cô ta. Đập phá nhà tôi. Ai vậy? Các người tìm ai? Đây là nhà của Lục An Ninh. Phải, nhưng cô ta không có nhà. Nhà cô ta, vậy thì đúng rồi, đập. Này, các người bị điên à? Hai con khốn nạn này, ai bảo bà nuôi một con hồ ly tinh không biết xấu hổ, còn muốn làm người nổi tiếng trên mạng nữa chứ? Hiểu Phong, mau đến đây Hiểu Phong. Có hai con khủng. Hiểu Phong, chuyện gì vậy? Các người dám bắt nạt mẹ tôi, muốn chết hả? Đồ khùng, mẹ không sao chứ? Chuyện gì thế này? Chỉ là hai kẻ thần kinh, vừa mở cửa đã ném rau vào ta. Nói là muốn tìm con nhỏ chết tiệt Lục An Ninh. Con nhỏ chết tiệt đó lại gây chuyện gì nữa rồi? Bây giờ ta sẽ gọi cho cô ta. Alo, Lục An Ninh, cô đang ở đâu đấy? Bởi vì cô ở bên ngoài làm tiểu tam, cư dân mạng đã đập phá nhà chúng ta rồi. Nhanh chóng cút về đây cho tôi về ngay đây. Tiêu Hàn, chuyện của chúng ta lên top tìm kiếm rồi, một số cư dân mạng làm ầm ĩ ở nhà em phải về nhà một chuyến. Em đợi anh đi cùng em đi trước nhé. Xin lỗi anh, làm liên lưu đến anh rồi, chuyện hot search anh sẽ nhờ người xử lý, vậy em về trước nhé. Mẹ xem nhà chúng ta này, vì Lục An Ninh bị công khai thông tin cá nhân, sau này con lấy vợ kiểu gì đây? Lần này nhất định phải đòi thêm tiền. Tiêu Hàn là đại gia đấy, nhất định rồi. Con xem nhà chúng ta bị đập phá tan hoang thế này, đều là do con nhỏ chết tiệt đó hại, lần này nhất định phải moi của nó mấy chục triệu, không được. Ít nhất phải 18 tỷ mới được. Hiểu Phong, chút nữa con nhất định phải giúp mẹ đấy. Mẹ cứ yên tâm đi. Con nhỏ chết tiệt. Mẹ, sao lại thế này? Cô còn mặt mà hỏi à, không phải là vì cô sao? Cô thì hay rồi, theo Tiêu Hàn ăn sung mặc sướng, chuyện cô làm tình nhân người ta ai cũng biết rồi.
Cư dân mạng tìm đến tận cửa, còn liên lụy đến tôi với em cô. Sao cô không chết quét đi hả? Được rồi, được rồi. Mẹ, chuyện này tôi đã nói với Tiêu Hàn rồi, anh ấy sẽ giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đâu. Bao năm nay coi như tôi yêu nuôi cô uổng phí, sắp chết rồi mà vẫn không yên phận, đồ sao chổi. Chị xem chị kìa, là mẹ tức đến ốm rồi này. Đừng giả vờ nữa, sức khỏe còn tốt hơn cả tôi. Nói cho cùng kêu tôi về đây là vì tiền chứ gì. Chị nói xem, chị sắp chết rồi, tiền với tranh ảnh giữ lại làm gì, cho tôi còn hơn. Đúng vậy, cô là con gái chưa chồng, chết rồi không phải để chúng tôi lo liệu hậu sự cho cô à? Đúng thế, lo liệu hậu sự cho tôi, vậy tôi còn phải cảm ơn các người à? Muốn chúng tôi lo hậu sự cho cô, ít nhất 1 tỷ. 5 tỷ, đúng, 5 tỷ. Sao các người không đi cướp ngân hàng đi, 5 tỷ là nhiều sao? Tiêu Hàn có khối tài sản ngàn tỷ đấy. Nếu cô không đưa 5 tỷ, tôi sẽ không cần mặt mũi gì nữa. Tôi sẽ dẫn em trai cô lên TV, để cô thân bại danh liệt, chết cũng không được yên ổn. Các người để đối phó với tôi đúng là không từ thủ đoạn nào mà. Được thôi, muốn kiện thì kiện đi. Dù sao 5 năm trước sau khi tôi nghỉ học, mỗi lần chuyển tiền cho các người, ngân hàng đều có lưu lại giao dịch. Tất cả chi tiêu của bà với Lục Hiểu Phong đều là do tôi chi trả. Vừa hay để mọi người cùng xem. Là bà, một người mẹ, dẫn theo con trai hút máu con gái. Hay tôi, một người con gái bất hiếu. Lục An Ninh, cô đúng là nhẫn tâm mà. Sắp chết rồi, thà mang tiền theo xuống mồ còn hơn cho chúng tôi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không đưa tiền, tôi sẽ chết cho cô xem. Chị, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn đưa tiền, nếu không cô sẽ live stream cho mà xem. Lục An Ninh, cô nghĩ đến Tiêu Hàn đi. An Ninh, chuyện gì vậy? Bọn họ lại đe dọa em. Xem ra lời cảnh cáo lần trước của tôi các người vẫn chưa để tâm. Người đâu? Dạy dỗ bọn họ cho tôi. Cậu muốn làm gì? Được rồi, các người muốn vạch trần thì cứ vạch trần đi. Dù sao những giao dịch ngân hàng đó tôi cũng sẽ công khai. Vừa hay nhân tiện báo chí, tôi sẽ tuyên bố cắt đứt quan hệ với các người. Chúng ta đi. Tiêu Hàn, anh nói xem, sao em lại khổ vậy? Sao lại gặp phải gia đình như thế này chứ? Không cho em đi học, không cho em lấy chồng, chỉ muốn em kiếm tiền cho họ. Liệu em có thật sự là con gái ruột của họ? Muốn biết em có phải con gái ruột của họ không? Kiểm tra A doanh nghiệp là biết ngay. Tiêu Hàn, đó là bàn chải đánh răng của mẹ em. Chúng ta có cần thiết phải làm vậy không? Có nghi ngờ thì kiểm tra, anh vừa bảo vệ sĩ lấy rồi. Cho dù họ có thật sự là người nhà của em, anh cũng sẽ giải quyết, sẽ không để họ lấy danh nghĩa gia đình mà bắt nạt em mãi. Xin lỗi, lần này lại liên lưu đến anh rồi. Chuyện hot sớt dễ giải quyết, chuyện này nói cho cùng cũng là vì anh. Là do Tiết Giao làm, anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiết rồi. Tiêu Hàn, anh không cần vì em mà cắt đứt hợp tác với nhà họ Tiết. Em biết dự án đó là tâm huyết của anh. Không chỉ vì em, là do anh phát hiện nhà họ Tiết cũng có chút mờ ám, cắt đứt sớm bớt rắc rối. Ông xã à, điều là lỗi của tôi. Nữ nữ đã mất tích hơn 20 năm rồi. Là tôi có lỗi với ông. Là tôi không tìm thấy con của chúng ta. A Lam, bà đừng nói bậy. Tôi cũng có lỗi. Năm đó, là tôi đã không chăm sóc tốt cho hai mẹ con. Nữ nữ của chúng ta nhất định sẽ tìm lại được con mà. Cả đời này, nếu có thể gặp lại nữ nữ một lần, có chết em cũng nhắm mắt. Chú Lục, dì Nguyễn, cô gái này sao trông quen thế nhỉ? Tên cô là gì? Cháu chào gì ạ? Cháu tên là Lục An Ninh. An Ninh, cái tên thật hay. Cháu chính là tác giả của Bầu Trời Sao và Anh Ấy Sao. Chú là Lục Đại Sư. Cháu cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội này. Cháu là một cô bé rất có linh khí. Tiệc tối mai, cháu nhất định phải đến đấy nhé. Chúng ta tâm sự nhé. Vâng. Vậy, chú Lục, dì Nguyễn, hai người cứ bận việc. Hẹn gặp lại ngày mai, được. Ông xã, ông có thấy cô bé đó rất giống tôi hồi trẻ không? Liệu cô ấy có phải là nữ nữ của chúng ta không? Không biết nữa. Điều tra cho tôi một người. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của cô ta đều không được bỏ sót. Chị Nam, thật mong cô ấy là con gái của chúng ta. Tiêu Hàn, dì ấy sao vậy? Dì Nguyễn, trước đây bà ấy cũng là một họa sĩ rất nổi tiếng. 28 năm trước, sau khi mất con gái, sức khỏe bà ấy liền sa sút, không bao giờ cầm bút vẽ nữa. Thật ngưỡng mộ cô gái kia, có một người mẹ tốt như vậy. Hy vọng hai mẹ con họ có thể sớm đoàn tụ.
Đừng có mà ghen tị, bây giờ có anh đối xử tốt với em là được rồi. Đi thôi, dẫn em đi ăn đại tiệc. Không biết món quà này của em Lục lão tiên sinh có thích không nhỉ? Quà cáp quan trọng là ở tấm lòng. Em đi vệ sinh trước đã, nếu không đợi tiệc bắt đầu em mới ra thì bất lịch sự quá. Hay là để anh đi cùng em? Tiêu Tổng, anh đừng có mà coi em như trẻ con thế chứ. Em đi trước đây. Nhìn kỹ vào cho tôi. Trước khi thọ yến kết thúc, không được thả cô ta ra. Cái này thưởng cho cô. Cảm ơn Tiết tiểu thư. Lục An Ninh, nếu không phải vì cô, anh Tiêu Hàn cũng sẽ không cắt đứt hợp tác với nhà họ Tiết tôi đâu. Hôm nay cô còn muốn mượn danh nghĩa bạn gái của anh ấy để kết giao với mọi người sao? Mơ đi. Sao cửa lại khóa chặt thế này? Có ai không? Mở cửa nhanh lên. Mở cửa. Hình như có người kêu cứu. Mở cửa. Cái, không mở cửa, tôi gọi quản lý đấy. Mở cửa. Chẳng lẽ là Lục phu nhân đã cứu mình? Ai đã nhốt tôi vào đây? Là Tiết sao? Chẳng lẽ cô ta nhốt mình trong nhà vệ sinh? Sao cô ta lại cầm quà của mình? Chuyện gì vậy? Sao cô ta lại ra ngoài được rồi? Không phải cậu nói cậu đã nhốt cô ta trong nhà vệ sinh rồi sao? Sao vậy? Bọn họ lại giở trò gì nữa rồi? Không sao, đã giải quyết xong rồi. Lát nữa nói cho anh biết. Tiêu Tổng, hôm nay là một dịp quan trọng như vậy. Sao anh lại đưa cô trợ lý nhỏ này đến đây? Lâm Hân, đừng nói như vậy. Lục An Ninh bây giờ là nữ họa sĩ xinh đẹp nhất. Là người có fan hâm mộ, có thân phận. Tuy nhiên, cô cũng ra vẻ quá rồi đấy. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Lục lão sư, cô còn dám đến muộn. Cuộc chiến giữa phụ nữ, anh đừng xen vào, để em tự xử lý. Hai người đừng có quên, tôi còn có video tôi quay hai người đấy. Video, video gì? Ai mà chẳng có chuyện xấu hổ chứ, có giỏi thì cô cứ tung ra cho mọi người xem. Lục An Ninh, cô đừng tưởng có anh Tiêu Hàn che chở là cô có thể làm càn. Hôm nay đến đây toàn là những người quyền quý ở Hải Thành. Vậy cô mang quà gì đến tặng Lục lão sư? Không cần nói cũng biết chắc là mua ở hàng rong rồi. Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng lấy ra, kẻo lát nữa lại làm Tiêu Tổng mất mặt. Tôi là người như thế nào? Cớ gì tôi lại không thể đến đây? Tấm thiệp mời này là do Lục lão sư đích thân mời. Tôi á? Là dựa vào năng lực của bản thân mà đến được đây. Đây, đây là thiệp mời do Lục lão sư tự tay viết. Lục lão sư mời cô chẳng qua là nể mặt anh Tiêu Hàn thôi. Quà của cô đâu? Mọi người đang nói gì vậy? Vui vẻ thế. Lão sư, chúng tôi đang bàn xem nên tặng gì cho ngài ạ. Các cô, đến là được rồi. Tốn kém quá. Lão sư, ngài xem, đây là món quà tôi tự tay chọn cho ngài. Nghe nói ngài thích đồ sứ xanh trắng nhất, chúc ngài mạnh khỏe, vạn sự như ý. Bình này thật sự là đồ tốt. Cảm ơn. Vậy cô Lục, cô tặng quà gì cho Lục lão sư vậy? Đây là món quà tôi chuẩn bị cho ngài, hy vọng ngài thích. Cô Lục, cô chuẩn bị quà gì cho lão sư vậy? Tôi cũng tò mò lắm. Mở ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Lâm Hân, quy tắc của cô là mở quà trước mặt mọi người sao? Anh Tiêu Hàn, sao anh lại nói Hân Hân như vậy? Đều là người quen cả, còn nói gì đến quy tắc nữa? Đúng vậy, Tiêu Tổng trước đây đâu phải là người keo kiệt như vậy. Chú Lục, đây chỉ là chút lòng thành của cháu, cũng không có gì đáng giá. Đợi tiệc xong, chú hãy xem riêng ạ. Chẳng lẽ không dám mở ra? Nói vậy là cô Tiết biết tôi đựng gì trong đó rồi. Tôi đương nhiên là biết. Lúc nãy tôi để quà, vô tình mở ra nhìn lướt qua. Lục An Ninh, tôi nói cô đúng là độc ác. Ngay cả Lục lão sư cô cũng dám nguyền rủa. Nguyền rủa gì? Cô Lục này gan to thật đấy. Cô Tiết, rốt cuộc cô nhìn thấy gì trong hộp quà vậy? Đúng vậy, tôi cũng muốn biết cô rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Là một bông cúc trắng. Cái gì? Cô lại tặng cúc trắng cho lão sư? Tiêu Tổng, đây chính là người phụ nữ anh yêu thương hết mực sao? Đúng là người phụ nữ lòng dạ rắn rết. Không thể nào, An Ninh không phải người như vậy. Cô ấy sẽ không làm như vậy đâu. Lục phu nhân,
Bà căn bản không biết người phụ nữ này là người thế nào đâu. Bố cô ta không chỉ là tội phạm cải tạo lao động, cô ta còn đánh đập em trai ruột. Cô ta quả thực là một người phụ nữ độc ác. Lục phu nhân, dì yên tâm, mọi người đã muốn xem như vậy. Cháu sẽ mở ra cho các người xem cho kỹ. Đây là món quà cháu chuẩn bị cho chú, mong chú sẽ thích. Đây là bức tranh cháu tự tay vẽ cho chú. Tên bức tranh là Tình yêu không bao giờ mất kết nối. Chúc chú và cả nhà hạnh phúc. Ôi chao, ta rất thích bức tranh này, ha ha ha. Không phải cái này, không phải cái này, vậy thì nên là cái gì? Có thể cô Tiết vừa nhìn nhầm, gây ra chuyện cười, khiến mọi người hiểu lầm. Lục lão sư, xin lỗi, xin phép tôi đi một lát. An Ninh, con có thể đến thật sự làm chú rất vui. Con lại đây. Chúng ta cùng nhau trò chuyện về bức tranh này của con nhé. Con xem, dì con cũng rất thích bức tranh này của con. Đúng vậy, dì rất thích. Chúng ta có duyên với nhau, nếu không con làm con gái nuôi của dì được không? Dì ơi, con cảm ơn dì đã yêu quý, nhưng là gia thế nhà họ Lục thật sự quá cao. Con không dám trèo cao, bức tranh này vẽ thật sự rất tốt. Trời ơi, phu nhân Lục vậy mà nhận cô Lục làm con gái nuôi, cô ấy vậy mà lại từ chối. Không ngờ cô Lục phẩm hạnh tốt như vậy. Xem ra như vậy, Tiêu Tổng và cô Lục thật sự là trai tài gái sắc. Làm sao bây giờ, hình như chúng ta làm phản tác dụng rồi. Người phụ nữ Lục An Ninh này sắp vươn lên rồi. Cho dù cô ta có nổi tiếng hơn nữa, thì gia cảnh cũng đặt ở đó. Cô cứ chờ xem, mẹ Tiêu trở về, bà ấy tuyệt đối sẽ không để Lục An Ninh ở bên anh Tiêu Hàn. Nói đúng lắm, tôi sẽ để mẹ tôi đến nhà họ Tiêu một chuyến. An Ninh, vậy chúng ta hẹn gặp lại. Phu nhân, vậy chúng con xin phép đi trước. Anh điều tra thế nào rồi? An Ninh có phải con của chúng ta không? Không phải, con bé có một người mẹ và một người em trai. Con bé lớn hơn con gái chúng ta một tuổi, nhưng mà cuộc sống cũng không tốt lắm. Sau khi bố, con bé mất, con bé bỏ học về nhà, một mình làm nhiều công việc, nuôi mẹ và em trai. Đứa trẻ này sao mà đáng thương vậy? Nhưng mà, tôi có một phát hiện. Mẹ con bé từng làm y tá ở bệnh viện con gái chúng ta sinh ra. Ý ông là, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, tôi cũng muốn thử. Vừa rồi tôi đã lấy được một sợi tóc của An Ninh. Ông trời ơi, xin ông hãy thương xót, hãy để tôi tìm lại con gái của mình. An Ninh, vừa rồi phu nhân Lục muốn nhận em làm con gái nuôi, sao em không đồng ý? Anh thấy em cũng rất thích bà ấy mà. Em rất thích bà ấy mà. Nhưng em không muốn dựa vào việc là con gái nuôi của bậc thầy Lục để phát triển trong giới hội họa. Em muốn dựa vào năng lực thực sự của mình. Em thật sự rất tốt. Dương Hạo, tốt nhất cậu có chuyện quan trọng gì? Tiêu Tổng, kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp của cô Lục đã có rồi. Cô ấy không phải con gái của Dương Huệ Chân. Cái gì? An Ninh không phải con nhà họ Lục. Em không phải con nhà họ Lục. Vậy em là ai? Em còn có thể là con của ai nữa? Mẹ, chị và anh rể dẫn nhiều người đến đây làm gì vậy? Nói An Ninh rốt cuộc là con của ai? Con rể, mẹ không hiểu con đang nói gì. An Ninh là con gái ruột mẹ mang nặng đẻ đau 10 tháng trời. Mẹ không biết sao con lại hỏi như vậy. Dương Huệ Chân, bà còn đang nói dối. Trên giấy xét nghiệm A doanh nghiệp viết rõ ràng, An Ninh không phải con gái của bà. Tôi thấy bà là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mẹ ơi mẹ, không phải mẹ nói con nhỏ chết tiệt này. Tôi nói. Trước đây tôi làm việc ở bệnh viện. Tôi nhặt được con ở nhà vệ sinh. Sau đó, con gái chưa đầy một tuổi của tôi vừa mới mất. Tôi thấy con là con gái, nên đã nhặt con về. Không thể nào. Sao tôi lại bị bỏ rơi chứ? Bà tốt nhất nên nói thật. Nếu không để tôi điều tra ra An Ninh bị bà trộm mất, bà và con trai bà cứ chờ ngồi tù cả đời đi. An Ninh, chúng ta đi. Mẹ, con nhỏ chết tiệt đó, chẳng phải là mẹ nhặt được sao? Con ngốc, thật ra là mẹ đã đánh cắp nó. Mẹ nó rất giàu có, rất cưng chiều đứa trẻ này. Mẹ ghen tị với người phụ nữ đó, cho nên mới đánh cắp con của cô ta. Nếu để con nhỏ chết tiệt này tìm được bố mẹ nó, thì mẹ con chúng ta chết chắc. Đi thôi, chúng ta đi nhanh lên. Tranh thủ lúc Tiêu Tổng còn chưa điều tra ra sự thật, chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi, nhanh lên. Tiêu Hàn, anh nói xem, có phải em thực sự bị cha mẹ bỏ rơi không? Thay vì để anh tin rằng em bị bố mẹ bỏ rơi, anh càng muốn tin rằng em bị Dương Huệ Chân đánh cắp hơn. Em yên tâm đi. Vấn đề thân thế của em, anh sẽ giúp em điều tra rõ ràng. Thôi bỏ đi, không điều tra ra cũng không sao. Dù sao hiện tại có anh, em sống rất tốt.
Miệng lưỡi ngọt ngào thật, anh thích em nói như vậy. Alo, có chuyện gì vậy? Tiêu Tổng, có điện thoại từ nhà cũ, là bà cụ bị bệnh rồi. Bệnh gì? Đối phương nói là khá nghiêm trọng. Hay là anh mau về xem sao đi. Lát nữa cùng về. Dù xấu xí đến đâu thì con dâu cũng phải gặp bố mẹ chồng mà. Anh Tiêu Hàn, sao anh lại đưa cô ta đến đây? Tiểu Nam, mẹ tôi sao rồi? Gọi bác sĩ gia đình chưa? Chưa, chưa ạ. Đồ con bất hiếu. Nếu ta không nói như vậy, liệu con có quay về không? Trong lòng con còn có ta, người mẹ ruột này nữa không? Mẹ! Cả ngày chỉ biết vây quanh ả đàn bà này, con còn là niềm tự hào mà ta một tay nuôi lớn nữa hay không? Mẹ, cô ấy là An Ninh, là người con yêu. Chỉ cần tiếp xúc với cô ấy, con tin mẹ cũng sẽ thích cô ấy. Chào bác ạ. Tốt nhất là cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bác gái, bác không biết đâu, người phụ nữ này, cô ta thủ đoạn cao tay lắm. Trước đây cô ta còn giả vờ bị ung thư nữa. Hơn nữa, hôm qua cô ta còn để anh Tiêu Hàn đưa cô ta tham gia tiệc sinh nhật của Lục lão sư nữa. Đủ rồi, tiếp sao? Đây là chuyện nhà tôi, mời cô ra ngoài. Tiêu Hàn, Giao Giao là khách của ta. Người phải ra ngoài chính là ả đàn bà này. Mẹ, mẹ đừng nghe người khác nói bừa. Chuyện của An Ninh, con sẽ giải thích với mẹ. Ta thấy con bị ả đàn bà này làm cho mê muội rồi. Cô ta giả vờ bị ung thư, phát điên khắp nơi, đắc tội với tất cả mọi người. Bao nhiêu năm giao hảo giữa nhà chúng ta và nhà họ Lâm, cô ta đánh Hân Hân, con đánh Tử Dương. Con còn vì ả đàn bà điên này mà hủy hôn ước với Giao Giao. Ta nói cho con biết, trong mắt ta, con dâu chỉ có Tiết Giao. Mẹ, con không thích cô ta, càng không cưới cô ta. Thôi bỏ đi, bác gái, con không bằng Đục tiểu thư đâu. Tiêu Hàn, con còn là con trai ta nữa không? Ta vất vả lắm mới nuôi con khôn lớn, con báo đáp ta như vậy sao? Kẻ gây ra tội lỗi như cô, nhìn mà không thấy áy náy sao? Bác gái, chẳng phải bác bị ốm sao? Nhìn bác tinh thần như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Mày, con đàn cô đã mê hoặc con trai tôi đến nông nỗi này, đến nỗi nó không nhận ra mẹ ruột của mình nữa rồi. Mẹ, sao mẹ lại trở nên như vậy? Con buông ta ra, ta thà chết cũng không để người phụ nữ này bước chân vào cửa nhà họ Tiêu. Con đã nói rồi, con chỉ yêu mình An Ninh thôi. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, con đều nghe lời mẹ. Chỉ có gia đình, con muốn chọn người con yêu để tạo dựng một gia đình. Chẳng lẽ mẹ muốn nhìn thấy con giống như bố sao? Cờ đỏ trong nhà không đổ, cờ nhiều màu sắc bên ngoài bay phấp phới sao? Hừ, tốt lắm. Không ngờ ta lại sinh ra một đứa con si tình như vậy. Giao Giao một lòng với con, nhà họ Tiết cũng sẽ giúp đỡ con. Gia đình như cô ta chỉ biết hút máu con thôi. Mẹ, An Ninh không phải con gái nhà họ Lục, cô ấy sẽ không liên lụy đến con. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Bác gái, cháu bằng lòng rời xa con trai bác. Thật sao? Coi như cô cũng biết điều đấy. Tiêu Hàn, cho dù em không phải con gái nhà họ Lục, thì hiện tại em cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, mãi mãi không xứng với anh. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Em đi trước đây. An Ninh, đúng thế này mới phải chứ. Hai đứa bay căn bản không cùng một thế giới. Chia tay với nó đi. Cưới Giao Giao, rồi sinh cho mẹ đứa cháu trai bụ bẫm. Mẹ! Tiêu Hàn, sao con có thể quát mẹ như vậy? Tiết Giao, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi chết cũng không thèm đụng vào cô. Chết cũng không thèm đụng vào tôi. Chết cũng không thèm đụng vào tôi. Tiêu Hàn, con không thích Giao Giao thì thôi, mẹ giới thiệu cho con người khác. Mẹ! Mẹ đừng ép con nữa, mẹ mà còn ép con. Coi như con chết rồi. Con trai, tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con. Đừng bỏ mẹ mà con. Mẹ chỉ còn mỗi con là người thân. Lục An Ninh, lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không có gì để nói với cô. Lần cuối cùng này thôi, sau này tôi sẽ không dây dưa với cô nữa. An Ninh, em đang ở đâu? Cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Nếu cô chết rồi, Tiêu Hàn có liếc mắt nhìn tôi một cái không? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nói là tôi muốn cô chết. Là giọng của Giao Giao. Cho dù tôi có chết cũng sẽ không buông tha cho cô đâu. Tôi chỉ là đi theo cô đến bờ sông. Không ngờ cô lại thất tình nhảy sông tự tử. Tôi chỉ là thấy chết không cứu, đâu phải cố ý giết người. Tiêu Hàn và bác gái đều có thể làm chứng cho tôi. Cô đúng là đồ điên. Không sao, tôi sẽ bồi thường cho người nhà cô. À phải rồi, cô vốn dĩ không có người thân. Vừa hay tôi cũng tiết kiệm được một khoản. An Ninh, Lục An Ninh. Lục An Ninh, em đâu rồi? Em đang ở đâu? Tiêu Tổng, có chuyện gì vậy? Gọi camera giám sát gần đây cho tôi, nhanh lên. Vâng. Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có chết, Tiêu Hàn cũng sẽ tìm ra cô và trả thù cho tôi. Tốt lắm, bây giờ còn dám lấy Tiêu Hàn ra dọa tôi cơ đấy. Cô tự tử, liên quan gì đến tôi? Hôm nay nhất định phải giết cô.
Tạm biệt Tiêu Hàn, không ngờ em vẫn không sống được quá 3 tháng. Tiêu Tổng, tìm thấy người rồi, xe của Tiết Giao ở ven hồ. Tiết Giao, Lục An Ninh đâu? Anh Tiêu Hàn, Lục An Ninh, cô ấy nhảy hồ tự tử rồi. Này Tiêu Tổng, bình tĩnh. Các người là người chết à, mau đi tìm đi. Xin lỗi Tiêu Tổng, đội cứu hộ đã xuống dưới đó 3 tiếng rồi. E là cô Lục đã. Không thể nào An Ninh, cô ấy không thể chết được. Tiếp tục cử người đi tìm, Dương Hạo, truyền lệnh xuống. Ai tìm thấy thiếu phu nhân trước, thưởng mỗi người 50 triệu. Vâng. Tiêu Hàn. Tiết Giao, tôi cảnh cáo cô, nếu Lục An Ninh có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cô ta chôn cùng. Không phải tôi, là cô ta tự nhảy xuống. Đưa cô ta xuống cho tôi. Đừng mà, Tiêu Hàn, thả tôi ra. An Ninh, rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Tiêu Tổng, anh cứ yên tâm, nhất định sẽ tìm thấy cô ấy. Tiêu Tổng, đây là thứ họ vừa mới tìm thấy dưới hồ. Nói là di vật của cô Lục. Không thể nào. An Ninh, cô ấy nhất định chưa chết, tôi phải tự mình xuống tìm cô ấy. Tiêu Tổng, Tiêu Tổng. Con gái, sao con còn chưa tỉnh dậy? Dì Nguyễn, từ từ thôi. Đây là đâu vậy, không phải con bị rơi xuống nước sao? Lại là dì cứu con sao? Ông xã, mau lên, con gái chúng ta tỉnh rồi. Những nữ, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá. Bố mẹ suýt chút nữa lại mất con rồi. Lục đại sư, chú vừa gọi con là gì vậy? Con là con gái ruột của chúng ta. Thật sao? Lần trước con đến nhà chúng ta dự tiệc, ta đã lấy một sợi tóc của con. Đã làm xét nghiệm A doanh nghiệp rồi. Nhìn này, con thật sự là con gái của chúng ta. Thì ra con cũng có bố mẹ yêu thương. Nữ nữ, con đương nhiên có bố mẹ yêu thương rồi. Bao nhiêu năm qua, bố và mẹ luôn tìm kiếm con. Bố, mẹ, con gọi ta là gì? Theo kết quả giám định quan hệ bố con và phân tích A doanh nghiệp, Lục Chi Nam là cha ruột của Lục An Ninh, Nguyễn Lam là mẹ ruột của Lục An Ninh. Vậy con gọi hai người là bố mẹ, chẳng phải là nên như vậy sao? Phải, phải. À vậy thì sao con lại bị rơi xuống nước? Là Tiết Giao, cô ta cố tình đẩy con xuống nước, muốn dìm chết con. Thật đáng chết. Dám động đến con gái của ta, thảo nào Tiêu Hàn lại muốn động đến nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết gặp chuyện rồi. Đúng vậy, nhà họ Tiết đã phá sản rồi. Tiêu Hàn ra tay cũng nhanh gọn đấy chứ. Cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm tin tức của con. Có nên báo tin con đã tỉnh lại cho cậu ấy biết không? Đừng nhắc đến Tiêu Hàn nữa. Nếu không phải vì cậu ta, Tiết Giao sao lại hết lần này đến lần khác ra tay với con gái chúng ta chứ? Bố mẹ, hãy coi như con đã chết rồi. Con không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với họ nữa. Được rồi, bố mẹ nghe theo con. Trước đây con đã phải chịu nhiều khổ cực bên ngoài rồi. Sau này, bố và mẹ chính là chỗ dựa cho con. Lúc trước là do Dương Huệ Trân đã bắt con đi, nhưng bà ta đã vào tù rồi. Còn Lục Hiểu Phong cũng đã bỏ trốn rồi. Sau này sẽ không còn ai bắt nạt con gái của ta nữa. Bố mẹ, có bố mẹ thật tốt. An Ninh, em vẽ anh nhiều như vậy, trong lòng em vẫn còn anh. Anh thật vô dụng. Anh lại còn làm bẩn cả thứ duy nhất em để lại cho anh. Cậu chủ, cút. Cậu chủ, lão phu nhân đến rồi. Bà ấy ném hết đồ của Lục tiểu thư ra ngoài rồi. Đốt hết cho tôi. Đồ xui xẻo. Ai dám động vào, tôi sẽ lấy mạng người đó. Tiêu Hàn, đồ bất hiếu. Con dám cãi lời ta. Con vì con nhỏ đó mà triệt hạ cả nhà họ Tiết. Do đâu con còn muốn có người chết nữa phải không? Mẹ à, Tiết Giao đáng đời. Chỉ cần một ngày chưa tìm thấy An Ninh, cô ta cũng đừng hòng sống yên ổn. Cái gì Lục An Ninh một mình chết rồi sao?
Chẳng lẽ muốn chúng ta chôn theo cô ta hết hay sao? Lục An Ninh, cô ấy không chết, cô ấy không chết. Chết rồi chính là chết rồi. Bây giờ con mau dọn dẹp đồ đạc rồi đi xem mắt với tôi. Mau chóng sinh cho ta một đứa cháu trai bụ bẫm, đừng quên thân phận và trách nhiệm của mình. Thì ra đây mới là mục đích thực sự mà mẹ tìm con. Mẹ à, cả đời này con sẽ không cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài Lục An Ninh. Tiêu Hàn, nếu con không chịu kết hôn sinh con, từ hôm nay con đừng coi ta là mẹ nữa. Lão phu nhân bớt giận. Mẹ à, từ nhỏ đến lớn, mẹ đều dùng câu này để uy hiếp con, bây giờ vẫn là chiêu trò cũ rích. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không còn là con rối trong tay mẹ nữa, chức tổng giám đốc này. Con không làm nữa. Tiêu Tổng, ngài thực sự muốn từ bỏ Tiêu Thị sao? Đó là tâm huyết 10 năm của ngài đấy. Dương Hạo, cậu đi đi. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm thấy An Ninh. Tiêu Tổng, hôm qua tôi nhận được một tin. Hình như Lục Đại Sư đã tìm thấy con gái ruột rồi, không liên quan đến tôi. An Ninh. An Ninh. An Ninh. Có muốn dừng lại không? Không cần đâu mẹ. Gặp lại anh ấy thì có thể làm được gì chứ? An Ninh. Tiêu Tổng, anh có phải nhìn nhầm rồi không? Không thể nào, tôi nhìn thấy mặt cô ấy rồi, chính là cô ấy. Anh nói xem có phải cô ấy bị người ta ép buộc không? Tôi đã tự hỏi tại sao tôi không tìm thấy cô ấy. Đi điều tra xem, chủ xe đó là ai? Được. Tiêu Tổng, đã tra ra rồi, chủ xe đó là Lục Lão Sư. Chú Lục. Vậy ra con gái mà chú Lục tìm thấy là cô ấy. Tôi phải đi tìm cô ấy. Chú Lục. Tiêu Hàn, cậu làm gì vậy? Thôi thôi, đứng dậy đi. Chú Lục, xin chú hãy cho cháu gặp An Ninh. Tôi chào Tiêu Hàn. Lời cậu nói thật buồn cười. Cậu tìm bạn gái sao lại tìm đến nhà tôi? Chú Lục, cháu biết chú đã tìm thấy con gái ruột của chú rồi, chính là An Ninh, đều là lỗi của cháu. Là cháu đã không bảo vệ cô ấy tốt, để mẹ cháu sỉ nhục cô ấy, để Tiết Dao bắt nạt cô ấy. Tất cả những chuyện này đều là do cháu, mới khiến An Ninh phải chịu nhiều ấm ức và tổn thương như vậy. Tiêu Hàn, lời này của cậu hình như không nên nói với tôi thì phải. Đứng dậy rồi đi nhanh đi, chú Lục. Xin chú hãy cho cháu gặp An Ninh, xin chú đấy, không ngờ cậu ta lại đến nhanh như vậy. Anh ta vốn thông minh, chỉ là không ngờ một người kiêu ngạo như anh ta lại có thể quỳ xuống trước bố. Con mềm lòng rồi. Tiêu Tổng, cậu đúng là một thương nhân, mặt dày thật. Rõ ràng biết mình làm sai rồi mà còn đến cầu xin gặp con bé. Chú Lục, chú vừa nói gì vậy? Tôi nói là đàn ông như cậu, con gái đều nên rời xa anh càng sớm càng tốt. Cút nhanh đi. An Ninh, cô ấy còn sống đúng không? Cô ấy ở đây đúng không? Vậy nếu cậu nghĩ An Ninh không sao thì cậu đi tìm cô ấy đi. Cậu đừng có ở lì nhà tôi nữa. An Ninh, anh biết em còn sống, em không muốn gặp anh cũng không sao. Anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi việc rồi đến tìm em. Chú Lục, cảm ơn hai người đã cứu An Ninh, còn cho An Ninh một mái ấm gia đình. Cậu chưa có tư cách nói lời cảm ơn với tôi. Đi nhanh đi. Tiêu Tổng, thế nào rồi? An Ninh vẫn còn sống. Tuy nhiên, lần này họ không cho tôi gặp cô ấy. Nhà họ Lục quá đáng quá rồi đấy. Tiêu Tổng, anh đã quỳ xuống rồi mà họ vẫn không cho anh gặp. Quỳ xuống thì đã sao? Chỉ cần sau này họ cho tôi gặp An Ninh là được. Bây giờ phải xử lý Tiết Dao rồi. Cái gì? Tiêu Tổng, không hay rồi. Tiết Dao đã nhân lúc đi vệ sinh mà chạy trốn rồi. Nhất định phải tìm thấy cô ta. Bây giờ cô ta phát điên rồi, nhất định sẽ quay lại tìm An Ninh. Lần này tôi nhất định phải bảo vệ An Ninh thật tốt. Vâng. Này, cô có phải là Lục An Ninh, cô Lục mà nhà họ Lục vừa tìm thấy không lâu trước đây không? Bố tôi và chú Lục là bạn học đại học, tôi tên là Lý Bạch. Lý Bạch, à đúng rồi. Lý Bạch như thi thánh Lý Bạch. Tên hay đấy, vậy anh làm nghề gì? Tôi cũng là họa sĩ, đúng rồi, tôi rất thích bức bầu trời sao của cô. Chỉ tiếc là chú Lục cất giữ kỹ quá, chỉ cần chúng tôi được chiêm ngưỡng một lần thôi. Ý anh là gì vậy? Ý anh là người mua bức bầu trời sao của tôi là bố tôi sao? Người bỏ ra 15 triệu là bố tôi sao? Hình như tôi lỡ lời rồi. À không có gì. Tôi chỉ là cảm thấy bố tôi tiêu tiền hoang phí quá.
Sao có thể chứ, nghệ thuật là vô giá mà. Hơn nữa tôi cũng đã xem bức tranh đó rồi, rất đáng để chú Lục sưu tầm. Đi đi, đuổi người đàn ông đó đi. Tiêu Tổng, làm vậy có ổn không? Bây giờ tôi tìm người thay thế công việc của cậu, cậu thấy sao? Tôi không được không được. Vì sếp, tôi cái gì cũng nguyện ý làm. Đi nhanh lên. Vị tiên sinh này, sếp nhà tôi muốn gặp anh, nói chuyện với anh một chút. Tôi không quen sếp nhà các người. Cô Lục, vậy tôi đi trước nhé. Làm gì vậy? Tôi đi trước đây. Ra đây đi Tiêu Tổng. An ninh, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi đã từng chết một lần rồi, bây giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt. Sao anh không thể buông tha cho tôi? An ninh, anh biết bây giờ anh nói gì cũng không đúng. Tiết Giao làm anh tổn thương, mẹ anh làm em tổn thương. Nói cho cùng đều là lỗi của anh. Anh cứ nghĩ anh có thể xử lý tốt, không ngờ lại làm em tổn thương. Anh cũng khá là tự biết mình đấy. An ninh, anh đã thử rồi. Trong những ngày em rời xa anh, ngày nào anh cũng sống trong mơ hồ. Như một xác sống biết đi, anh không thể sống thiếu em. Tiêu Hàn, trên thế giới này, không ai rời xa ai mà không thể sống được. Khoảng thời gian này em ở bên bố mẹ là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đời em. Trước đây chúng ta ở bên nhau thời điểm không đúng, gia thế không đúng, cái gì cũng không đúng. Nhưng bây giờ em đã tìm thấy gia đình, em đã trở nên tốt hơn rồi. Nhưng em muốn tìm lại chính mình, anh sẽ cùng em, không phải. Em muốn ra nước ngoài học vẽ. Trước đây em đã đánh mất cơ hội theo đuổi giấc mơ, bây giờ em muốn tìm lại nó. An ninh, nhất định phải ra nước ngoài sao? Tiêu Hàn, em rất biết ơn khoảng thời gian này anh xuất hiện trong cuộc đời em. Em không hối hận khi gặp anh, nhưng lần này hãy buông tay đi. Cẩn thận, Lục An Ninh, chết đi. Tay anh, bắt cô ta lại cho tôi. Tiêu Tổng, Tiết Giao, cô thật sự là chấp mê bất ngộ, còn dám ra ngoài làm người khác bị thương. Nhà tôi phá sản, tôi thành tội phạm bị truy nã, cô ta thành tiểu thư đại gác, vậy mà hai người lại ở bên nhau, dựa vào cái gì? Tiêu Hàn, em làm tất cả những điều này đều là vì anh, em mới là người yêu anh nhất. Yêu tôi thì phải giết chết người tôi yêu nhất, bị cô yêu thật sự là xui xẻo tám đời. Rốt cuộc là vì sao, tôi chỗ nào không bằng người phụ nữ này, sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Tiết Giao, cô vì tình yêu mà không từ thủ đoạn, không tiếc mạng người. Ai dám yêu cô? Lục An Ninh, đáng lẽ ra tôi nên giải quyết cô bằng một nhát dao từ lâu rồi. Tôi nguyền rủa cô cả đời không được yên ổn. Câm miệng. Được rồi, cô cứ việc nguyền rủa. Tôi đã tìm thấy bố mẹ rồi, sắp tới cũng sẽ đi du học, cuộc đời tôi sẽ chỉ càng thêm rực rỡ. Còn cô, nửa đời sau chỉ có thể nguyền rủa tôi trong tù. Dương Hạo, đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Vâng, đưa đi. Anh Tiêu Hàn, anh cứu em với, anh cứu em với. Nhìn gì vậy? Hóa ra tình yêu thật sự có thể khiến con người ta trở nên điên cuồng như vậy. Em mới không muốn trở thành người như vậy. Để em băng bó cho anh nhé. Em còn đau lòng cho anh sao? Anh bị thương vì em sẽ không bỏ mặc anh. Con trai. Tiết sau đó, cô ta bị điên rồi sao? Cô ta dám làm con bị thương, mẹ thật sự là mù mắt rồi. Lúc đầu mẹ còn tưởng cô ta rất ngoan ngoãn. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tiết sao phát điên không liên quan gì đến cô ấy. Ninh Ninh à, mẹ vẫn thấy con rất trọng tình trọng nghĩa. Nghe nói mẹ con là Nguyễn Lam. Con có biết không, mẹ và mẹ con lúc trước còn định hôn ước cho hai đứa. Mẹ, sau này chuyện của con và An Ninh mẹ sẽ không quản nữa. Mẹ, mẹ về trước đi. Được rồi, con trai nhất định phải bảo vệ Ninh Ninh thật tốt. Con biết rồi mẹ, Ninh Ninh, vậy mẹ đi nhé. Không ngờ mẹ anh thay đổi sắc mặt nhanh vậy. Không ngờ tới. Chúng ta đã có duyên phận từ trong bụng mẹ rồi. Thế em có định đi du học nữa không? Học hành cho tốt, đừng quên anh đấy. Bố mẹ, vậy con đi trước đây. Con thật sự không muốn bố mẹ đưa đi sao? Ôi chao, không cần đâu ạ, con cũng sắp 30 rồi, con tự lo được. Đừng nhìn nữa, Tiêu Hàn sẽ không đến đâu. Nghe nói anh ấy đi tham dự lễ trao giải 10 thanh niên xuất sắc nhất. Mẹ, con đâu có tìm anh ấy. Vậy con vào trong đây. Được rồi, đến nơi thì báo bình an nhé, bảo trọng. Vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi bên cạnh có ai không? Không. Anh. Xin chào, tôi tên là Tiêu Hàn, hiện tại độc thân, thất nghiệp. Lần này điểm đến là nước Pháp. Vậy xin hỏi anh Tiêu, anh đến Pháp làm gì vậy? Chữa bệnh. Tôi bị bệnh tương tư. Một loại bệnh nếu không có người yêu sẽ chết.
Đồ thần kinh.